Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Thuận Thiên. Thực ra Thuận cũng ngẫu nhiên khi lựa chọn hai câu chuyện này để ghép vào cùng một video ngày hôm nay, nhưng nó lại rất là bất ngờ khi hai câu chuyện cùng lấy chủ đề nói lên số phận, số kiếp của những người phụ nữ. Ở câu chuyện của Mạnh Ninh và câu chuyện của Thuận Thiên sẽ là hai nhân vật người phụ nữ với hai số phận khác nhau. Nhưng chung quy lại, họ đều có những cái khổ riêng của chính mình. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bà Thúy Hà trầm tư, dạo dọc con phố ngập trong màu đỏ rực của hoa phượng. Hải Phòng về hè luôn mang một sư vị nhộn nhịp, nửa như thôi thúc, nửa như man mác buồn. 11 giờ trưa, bầu trời thanh thang, ánh nắng chói chang xen qua từng tán lá, hắt thứ ánh sáng nhức mắt xuống lòng đường nhựa. Những làn gió nóng bỏng chốc chốc lướt qua như nụ hôn nhẹ, vội vã của lửa. Thứ hơi nóng xen qua mái tóc, luồn vào da, lan ra toàn thân, làm mồ hôi bất giác tuôn ra, rỉ đầy trên trán. Ngó nhìn bên kia hương lộ, giữa dòng xe đông đúc của tiết trời chưa hè, những dáng người vội vã như chạy trốn truy đuổi của nắng, của nóng. Bà Thúy Hà khẽ thở dài một chặp, kéo thấp vành nón lá còn thơm mùi lá cỏ, rồi cũng dạo bước chân nhanh hơn. Qua công viên nhỏ ven đường, bà thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế dưới tàn cây to, rậm mát nhưng có chút cô độc. Mái tóc bạc trắng phau của bà nổi bật trên nền nắng trong, tương phản với bóng râm phủ xung quanh với màu lá xanh đượm buồn. Bóng dáng già nua lặng im nhưng ngưng lại thời gian, cảnh vật tiếng động. Dường như cái buổi trưa mùa hè ngột ngạt, dường như nhịp sống vội vã tách biệt với bà. Dường như bà ở ngoài, tất cả nheo nheo ngắm nhìn lấy làm thú vị, bức tranh cuộc sống chạy ra trước mắt. Giữa phố đông, bà nhỏ bé, lặng lẽ, như thực, như không. Bác, sao bác lại ngồi đây? Nóng lắm bác ơi. Tiếng bà Thúy Hà nhỏ nhẹ cất lên làm bà cụ giật mình, nở một nụ cười phúc hậu, vầng trán khẽ nhăn lại theo mỗi thanh âm thều thào cất lên. Chào cô. Không, tôi không sao cả. Tôi ngồi chờ để ngắm nhìn con gái mình đó mà. Bà Thúy Hà ngồi xuống cạnh bà cụ, chiếc ghế đá hơi nóng làm bà hơi khó chịu. Chẳng hiểu sao bà cụ với bộ quần áo rách bươm như ăn mày lại ngồi ở đây được. Ngó nhìn ra con đường ngập nắng, bà Thúy Hà không khỏi ngạc nhiên hỏi dồn. Con gái cụ đâu? Sao cụ ngồi đây một mình chờ vậy? Bà cụ ngây ngốc mấy giây rồi bảo. Con bé nó bảo với tôi là mấy ngày tới nó qua thăm tôi cô ạ, nên tôi ngồi đây đợi. Tôi biết là con bé bận rộn lắm, tôi cũng ổn lắm chẳng dám gọi cho nó nhiều. Cứ dành thời gian cho các cháu thôi cô ạ. Bà Thúy Hà chế nón rồi thần người. Nhưng các cháu của cụ đâu? Nãy giờ cháu có thấy đứa nào đâu ạ? Bà cụ cười chua chát, móc ra tấm ảnh gia đình đã ngả màu ố vàng, rồi chỉ tay ra con đường tấp nập dòng xe qua lại bảo. Chồng nó chở con qua thăm tôi, đến chỗ này bị xe ben cán chết. Chết cả bà bố con cô ạ. Con bé nó cũng thắt cổ chết ở nhà rồi. Còn con mình tôi ngồi đây đợi. Cô có biết con gái tôi không? Nó bảo sang thăm tôi, mà cả vợ chồng con cái chúng nó mãi chẳng qua. Tôi đợi ở đây cả 10 năm rồi. Bà Thúy Hà như hiểu ra phần nào câu chuyện. Hóa ra con cái bà đều đã chết. Bà già rồi bị lẫn, lúc tỉnh lúc mê, nên vẫn ra đây ngồi đợi con cháu. Bà Thúy Hà nghe thấy lồng ngực mình nhói một tiếng, sực tỉnh hơi ngượng ngượng. Bà cụ trong bộ sạc ăn mày đó chậm chậm lục trong chiếc túi nhỏ nhỏ làm bằng vải cũ nát, có lẽ nhặt được ở đâu và mang theo bên mình. Đoạn lấy ra thỏi son, chiếc gương nhỏ. Trước tiếng thở dài thương cảm của bà Thúy Hà, bà cụ cẩn thận nhẹ nhẹ vẽ lên đôi môi, ngắm nghía lại dung nhan, mỉm cười an tâm và lại kiên nhẫn chờ đợi. Mà bà Thúy Hà cũng không biết rõ có phải bà chờ đợi con cháu hay chỉ ngồi chờ thời gian trôi qua để làm tàn lụi nốt sinh mệnh bơ vơ trên cõi cuộc đời này. Tôi đẹp không cô? Son này, phấn này,
là chồng tôi tặng lúc còn sống đấy. Mấy chục năm cha dám dùng, nay phải tươm tất để đón chồng đón con đấy cô à. Đẹp, cụ đẹp lắm ạ. Bà Thúy Hà chợt ấm ức khen tỉ với ai đó sẽ được tới bên bà cụ. Vui mừng, họ sẽ chuyện trò, sẽ an vui. Bà Thúy Hà trách sao bất công lại tới với mình như thế. Bà cũng muốn gặp mẹ mà. Nhưng ký ức khẽ nhắc bà cũng đã từng có vô số thời gian bên mẹ. Nghe mẹ kể vài câu chuyện xưa, chuyện nay cùng vui cùng buồn. Đã được đồng hành cùng mẹ từ khi bà cất tiếng khóc oa oa chào cuộc đời, cho đến ngày mẹ bà một mình nhẹ bước đi về nơi xa xăm. Ở nhỉ, cuộc đời nào chẳng có gặp gỡ và chia ly. Cho dù không ai muốn xa nhau như bà và người mẹ quá cố của mình. Đã bao lâu rồi bà chưa về thắp lại cho mình một nén nhang thơm trên mộ huyệt. Dúi vội cho bà cụ ăn mày một gói xôi và cái đùi gà KFC mới mua, bà Thiếu Hà xin phép ra về. Tản bộ đi trên con đường ngập nắng, bà lặng người đi mấy giây. Cảm giác đôi mắt với đồng tử mở căng, nhưng không còn thấy phố, không còn thấy người, không còn nực nội trong nóng giấy mùa hè. Chỉ còn mình bà và hình ảnh bà cụ nhỏ bé, yên lặng. Những sợi tóc bạc trắng lòa xòa bay bay yên ả. Ngoái nhìn sang công viên, bà cụ tội nghiệp vẫn ngồi đó như đã ngồi từ lâu lắm rồi và sẽ còn ngồi mãi. Chút bụi ngồi run rẩy trái tim, bà Thúy Hà ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, thì thầm. Còn nhớ mẹ, mẹ ơi. Bà Thúy Hà chưa kịp mở cửa thì tiếng chuông cửa đã vang lên thánh thót. Lật đật chế chiếc nón lá quai bằng vải tím trên thiểu hình chiếc thuyền, bà Thúy Hà nhanh chân trở ra. Trước mặt bà, sau cánh cổng sắt phủ một lớp nhũ vàng quanh năm khép im ỉm, là một cô gái với nét mặt hoang mang. Bà Thúy Hà dừng lại mấy giây để quan sát. Cô gái ngó chừng ngoài 20, da rẻ hơi xanh xao như người mới ốm dậy, nhưng không che được cái nét xinh đẹp thuần khiết, cái cổ ba ngấn điệu đà với sừng ức hõm xuống. Cô gái lạ mặt ấy đang đứng dựa hẳn vào một bên trụ cổng lớn, đôi tay rụt rè vê tà áo mỏng, ngập ngừng mãi vẫn không cất thành lời. Giọt nắng lọt qua tán hoa giấy, loang lổ trên mái tóc và bờ vai gầy bé bỏng. Đôi môi mắm lại và mi mắt chớp chớp mọng nước. Bà Thúy Hà ngó thấy cô gái lạ mặt, cử chỉ bối rối thì dịu giọng hỏi. Chào cô tìm ai? Cô ơi, đây có phải nhà anh... Nói chưa hết câu, cô gái lạ mặt đó đã giật mình, y như đứa trẻ vừa lỡ lời, muốn thu lại câu hỏi vừa thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, thả ra gió mà bất lực. Đôi tay buốt măng với những ngón thon dài khẽ nắm chặt lại tấm card visit, mà thoáng qua màu sắc ấy bà Thúy Hà cũng biết là của chồng mình. Bà bắt gặp cái nhìn cầu cứu của người con gái ấy. Tội nghiệp, đúng quần cô gái ướt đẫm, hình như là máu. Bà Thúy Hà chợt khẽ giật mình, nhìn cô gái trước mặt, bà nhận ra tình cảnh lê lết của mình 20 năm về trước cũng giống y hệt thế này. Bà Thúy Hà vốn là người đàn bà điềm đạm và tinh ý. Bằng sự nhạy cảm của người đàn bà đã qua thời sinh nở, bà đoán ngay người con gái trẻ tuổi đang đến bước đường cùng, và nguồn cơn trong sự này chắc chắn là do chồng bà gây nên. Ngừng lại một hơi, bà Thúy Hà dò hỏi. Cháu có chuyện gì quan trọng phải không? Dạ thưa cô, vâng ạ. Giọng điệu ngập nghè e dè, hình như có chuyện gì khó nói lắm. Như đọc được nét khó xử đó, bà Thúy Hà nhanh chóng đẩy cổng, mời cô gái trẻ tuổi vào rồi nhẹ giọng. Cháu vào nhà đi đừng sợ. Thú thật với cháu, cô cũng xuất thân là người chân lắm tay bùn ở nhà quê ra phố. Cháu đừng e ngại hay làm khách với cô. Có điều gì cứ nói, cô sẽ giúp cháu hết sức. Cháu tên là gì nhỉ? Người con gái trẻ tuổi khẽ gật đầu, nhưng nghe lời bà Thúy Hà ẩn chứa thâm sâu nên lưỡng lự. Dạ thưa cô, cháu tên là Mai, Trần Thị Hoàng Mai ạ. Thế chẳng hay cô là... Bà Thúy Hà vốn tâm tình thiện lương, lại giỏi ứng biến, nên rất nhanh chóng bà biết bản thân cần phải ứng xử như thế nào. Bà buộc phải dặn lại những mâu thuẫn đang bủa vây trong lòng bằng cách nói dối cô gái trẻ lạ mặt. Nói dối một cách trôi chảy và tự nhiên. Bà đưa tay vén mớ tóc đang xõa ra trước mặt,
mấy cọng khẽ bết lại vì mồ hôi, vừa đi vừa cười bảo. Cô ấy hả? Cô là ô xin nhà bác Phước Quý, nhưng về quan hệ dòng tộc, cô là chị gái họ, cùng làng ở ngoài Bắc vào đất Sài Gòn này giúp việc gia đình bác ấy đó cháu. Người con gái trẻ cảm thấy an tâm nên khẽ gật đầu, nhưng nụ cười chua chát ấy rất nhanh biến mất, trả lại nét hoang mang cố hữu từ ban nãy lại hiện lên trên khuôn mặt dịu dàng nhưng xanh xao. Người con gái trẻ với nét loay hoay, không biết xoay sở thế nào, khẽ ngước đôi mắt u buồn nhìn ra khoảng sân đầy nắng, rồi vô thức thốt lên. Thế hả? Anh Phước Quý luôn tắt máy. Cháu thật không biết xoay sở thế nào cho đúng cô ạ. À? Đã quá quen với thói xấu của chồng, đến lúc này khi nghe cô gái làm mặt thốt lên vậy, bà Thúy Hà đã 9 phần 10 hiểu ra câu chuyện. Bà cắn răng bấm bụng rồi lại nói dối. Nói dối một cách trơn tru, nhẫn tâm với cô gái trẻ ngây thơ, ngờ nghịch và khốn cùng. Thế hả cháu? Cháu thông cảm cho em trai cô. Thằng Quý nó nhận được công trình xây dựng khu dân sinh ở mãi bên Thái Lan. Vợ nó thì sang bên Mỹ Quốc thăm đứa con gái lớn đang học ở đó rồi. Có lẽ tháng sau mới về. Thằng Phước Quý nó căn dặn, ở nhà xảy ra mọi việc đột xuất thì cô thay mặt nó giải quyết. Vậy nên có gì khó khăn cho cứ nói cho cô đứng ra phân xử cho, đừng ngại. Lật đật theo bà Thúy Hà vào nhà, cô gái trẻ chua chát. Cô ơi, cháu không còn nơi nương tựa. Tiếng lắp bắp ấy vừa thốt ra, thì hai gối cô gái trẻ khuỵu dần, người lả đi, toàn thân như mất hết sức lực, nhũn ra như cọng bún sập xuống. May mà bà Thúy Hà đỡ kịp. Bà cuống cuồng dìu cô gái trẻ vào cái đi văng màu mận chín, kề chính giữa gian phòng khách rộng rãi. Máu đỏ dày ra cả mặt, da màu huyết rụ, làm cho bà Thúy bất giác lo sợ và lóng ngóng. Cô gái trẻ đột nhiên khóc. Cô khóc thật sự, khóc như mưa, như gió, khóc như khi manh áo cuối cùng vừa bị đánh mất thì ông Bụt hiện ra. Bà Thúy Hà nén tiếng thở dài náo nuột, ngó nhìn ra không gian ngập nắng mà chân tay bà nặng như đeo đá. Bây giờ thì cô gái trẻ đang nằm kia, cảm giác như cô gái ấy chui gọn vào trong bộ quần áo ngủ của bà, như con mèo nhỏ dính cơn mưa rào, cò rò trong căn phòng nhỏ tầng trệt dành cho người giúp việc. Bây giờ thì cô gái trẻ lạ mặt ấy đã ăn được nửa bát cháo tim gan mà bà vừa lật đật mua vội ngoài ngõ về. Cái áo thun vàng, bộ đồ lót hiệu chiêu màu đỏ và cái quần bò đúng đẫm máu đang quay trong máy giặt. Bây giờ thì còn việc gì bà Thúy Hà chưa kịp làm cho cô gái tội nghiệp này nhỉ? Cô gái chỉ bằng tuổi con bà, có lẽ chỉ bằng tuổi thằng bé đang học ở Pháp. Không, phải bằng tuổi đứa con gái lớn đang học ở Mỹ Quốc. Vậy là ông Phước Quý chồng bà cũng đáng tuổi cha mẹ cô gái đó rồi. Hoàng Mai, con bé gặp chồng bà trong một buổi ông Phước Quý chơi piano ở trường Đại học X. Ông Phước Quý là chủ một doanh nghiệp xây dựng có tiếng. Bản thân ông cũng là một doanh nhân có máu mặt ở thành phố Hải Phòng này. Và ông có một cái tài, đó là chơi piano. Thiên hạ lắm gã có tiền bạc, biệt thự, xe hơi, có quyền chức, vẫn phấn đấu để cuộc đời thêm chút thi vị. Vài đám trọc phú học đòi làm sang, bỏ tiền túi ra in sách chất đống ở góc nhà, quảng hàng bao tải trong cốp xe, đi đến đâu tặng đến đấy, gặp ai cũng tặng. Tặng từ ông sếp trên cao ngất ngưởng trong nhà đầy tranh thuê sinh viên mỹ thuật chép và hầm rượu, không một quyển sách, đến chị công nhân trộn vữa trong nhà, chỉ toàn vật liệu làm vàng mã bán kiếm thêm tiền cho con ăn sáng. Nhưng ông Phước Quý chồng bà không thuộc loại rầm đời này. Ông Phước Quý là nghệ sĩ thật sự. Ông có đẳng cấp chơi nhạc toàn quốc, đặc biệt là piano. Ông xây ngôi nhà tình yêu không chỉ bằng cát sỏi, sắt đá, xi măng, mà bằng cả hồn thơ và sự lãng mạn của tiếng dương cầm du dương cần có của một nghệ sĩ. Bà Thúy Hà cảm ông, yêu ông, bắt đầu từ những bài thơ nồng nàn hoa phượng cháy, bằng tiếng piano dịu dàng không tư hào vật chất mà ông tặng bà từ thời sinh viên. Ông Phước Quý mài đúng quần, hòa mắt với bạn vẽ công trình ở đại học xây dựng, còn bà đang mơ mộng với các vần thơ đồng quê của Esenin, thơ tình đắm say của Pushkin và mênh mông của vũ trụ Huy Cận. Ở văn khoa, ông Phước Quý là niềm tự hào của bà, là tình yêu của bà. Vậy mà ông đã phụ tình bà, thói đời thật oan trái và chua cay. Mẹ ơi, mẹ! Cô gái trẻ rên lên khe khẽ,
Tiếng kêu mẹ trong vô thức mê man, thành âm nhỏ và chìm tóm vào đêm tối, kéo bà Thúy Hà trở lại thực tại chua cay. Con buốt lắm, con đau lắm mẹ ơi. Lại tiếng kêu đau phát ra như xé ruột. Bà Thúy Hà lật đật bỏ rột rau, rồi lần đến bên cô gái trẻ. Đưa tay lên trán kiểm tra thì bà giật mình vì cô gái nóng hầm hập. Sốt quá, có lẽ não hút thai bị sốt rồi. Ngay lập tức bà Thúy Hà bỏ vào phòng thay đồ, nhanh chân mở ga ra, đánh ô tô ra ngoài. Bà thở dài rồi quay lại dìu cô gái trẻ. Đường phố khuya khoắt, người và xe thưa thớt. Bà Thúy Hà lâu lâu đánh mắt qua gương chiếu hậu. Có lẽ chẳng cần làm vậy, bà vẫn hình dung ra gương mặt cô gái trẻ đang nằm còng queo ở ghế sau. Cái dáng nằm hệt như con tôm lột vỏ, bị nhúng nước sôi. Đôi môi mỏng khẽ mắm chặt, không chịu nổi đau thì lại phát ra tiếng rên xé ruột gan. Bà Thúy Hà nhen lên suy nghĩ nhỏ nhen. Lúc mày hôn chồng bà thì sao không kêu đau? Cái lũ mèo mả gà đồng này. Cô gái trẻ gồng mình chảy nước mắt, cẳng chân co lại và khép chặt đùi, thỉnh thoảng lại kêu. Con khổ quá cô ơi. Bà Thúy Hà hả hê lẩm bẩm trong cổ họng. Lúc sáng háng đã ôm chồng bà, sao mày không kêu khổ? Cô gái trẻ, tình địch của bà rơi vào cùng đường, lê lết cục ngay cổng nhà bà. Con bé vô tình hay cố ý là bệnh nhân bất đắc dĩ của bà. Con bé đánh cắp tình yêu của bà, nhưng bà đang phải chăm sóc hầu hạ. Sao lại ngẫu nhiên thế này? Sao lại chớ trêu bé bàng như vậy? Chua chát, bà Thúy Hà khẽ rơi một giọt nước mắt mặn đắng. 9 giờ tối tại phòng phụ sản. Bà y tá già không chồng đang trong cơn ngái ngủ bị dựng dậy, vươn vai ngáp một chặp rồi cất tiếng gắt gỏng. Tụt quần ra để còn tiêm vào đùi. Mặt non trẹt thế này mà đã đú đợt. Bụng kính ra thì lại lén lút đến phòng mạch tư nhân. Nó nạo hút tầm bậy tầm bạ bị sót, đau đớn mới mò đến đây chứ gì. Đã gì cái giống này. Ngồi ghế chờ bên ngoài, bà Thúy Hà cảm thấy như mình bị xúc phạm và ngượng ngùng. Bất giác nỗi hận thù ghê tởm ban nãy thay bằng sự đồng cảm. Nghe thấy thanh âm của mụ y tá, bà Thúy Hà khẽ rít lên. Sao con lợn cấn này nó cứ mắng xà xà thế nhỉ? Ngậm miệng ăn tiền thì làm đi, còn cằn nhằn cái nỗi gì. Khổ thân cô gái trẻ đang nằm giang háng trên ghế phá thai, nghe mụ y tá hỏi thì ngây thơ bảo. Dạ không phải, con mắc cỡ nên đi lén đến. Mắc cỡ? Thế cái lúc giảng háng ra cho trai có mắc cỡ không? Cô gái trẻ im lặng chịu trận. Chắc thế, chắc cũng ngượng nữa. Tên Mót à? Cái gì? Bà y tá quát to. Quên, thưa con tên là Mai ạ. Con bé sợ rúm người lại cho mà xem. Bà Thúy Hà áp mặt bên cửa kính đoán vậy. Lúc thì Mót, lúc thì Mai, biết kỳ bệnh án thế nào? Lúc ở nhà ba con đặt tên là Chín Mót. Chả là má con đẻ 8 trai. Má thèm con gái, cứ cố mãi rồi cũng tòi thêm con. Khi lên thành phố học, con đổi tên thành Mai ạ. Bà y tá già chợt khựng lại mấy giây, nhìn con Mai bằng đôi mắt thương cảm rồi dịu giọng. Họ đã khai thì khai cho đầy đủ chứ. Dạ, Trần Thị Hoàng Mai. Hoàng Mai có nghĩa là mai vàng, phú quý sang trọng no đủ đây. Sao lại để đến nông nỗi này? Nghề nghiệp? Con đang là sinh viên năm thứ nhất. Tuổi? 18 ạ. Trẻ thế này mà đã phải nạo hút thì có mà tịt đẻ. Khốn khổ, có người muốn giữ thì trời không cho. Bà Thúy Hà nghe rõ tiếng thở dài của bà y tá già. Hình như bà y tá mồm miệng chua ngoa này cũng không phải loại người quá tệ. Có thai tuần thứ mấy rồi? Dạ con không biết. Không biết? Ngủ với nhau lần cuối bao giờ? 2 tuần trước ạ. Trước nữa? 1 ngày ạ. Trước nữa? Cũng 1 ngày ạ. Mất kinh lúc nào? Tháng trước. Tháng trước nữa. Không phải, hình như... Con bé Mai hoang mang bắt đầu nói lung tung. Bà Thúy Hà có thể hình dung cái mặt con bé đang méo sạch đi.
làm con người ta ấn bụng ra rồi bỏ cua chạy lấy người. Dại cho chết. Con bé Mai sụt sịt, chị bác sĩ trẻ có vẻ không hài lòng. Thôi mà chị, đừng có nói thế tội em nó. Tôi phải kiểm tra lại coi có đúng tên ghi trong bệnh án không. Nhiều đứa trơ trẽn nói dối như cuội, tên một đằng khai một nẻo, tôi là chúa ghét. Bà y tá già còn cố lẩm bẩm thêm một vài câu gì đó nghe không rõ. Bà Thúy Hà nghiến răng, rủa thầm trong bụng. Bà Thúy Hà áp mặt vào cửa phòng, lặng im lắng tai nghe mà tim đập bình bịch. Cả hơi thở trong cổ họng đột nhiên cũng nặng nề. Bên trong căn phòng kéo rèm, kín mít sặc mùi thuốc sát trùng, tiếng máy hút thai chạy rò rò, tiếng banh, tiếng loảng xoảng trên khay inox. Bà Thúy Hà chợt có một cảm giác ớn lạnh rùng mình đến ghê người. Bỗng chốc bà mường tượng bụng mình bất chợt cũng trồi lên, có cảm giác như có trăm ngàn lưỡi kéo cắt và mũi kim đâm trong dạ con. Đau đớn, cả nạo hút thành công tốt đẹp. Bà Thúy Hà thương cảm, lại đánh xe đưa con bé Mai về nhà. Dẫu là tình địch nhưng bà không đành lòng bỏ con bé giữa đường giữa chợ, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Việc làm ấy xuất phát tự nhiên từ tấm lòng thiện lương của bà. Dìu con bé Mai đang bợt bạt ra xe, ngồi lên bộ đi văng giữa phòng khách, bà Thúy Hà vỗ nhẹ nhẹ lên đôi tay con bé rồi trấn an. Ngồi đây, để cô đi pha cho cháu cốc sữa ấm nhé. Dạ. Bà Thúy Hà nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt đang khẽ trông lại vì đau của con bé Mai. Bà nhanh chân trở vào trong nhà. Thật may mắn khi đã kịp cất bức ảnh bà chụp chung với chồng, bức ảnh cả nhà chụp lúc hai đứa con chưa đi nước ngoài học. Con bé Mai sẽ không hề biết bóng dáng bà là bà chủ căn biệt thự này. Và lại trời, con bé Mai đã tay qua nạn khỏi. Da thịt đã hồng hào trở lại, mặt mũi tươi tỉnh. Lúc này bà Thúy Hà cũng chột dạ. Giá không may cái đêm khủng khiếp ấy, con bé có mệnh hệ gì xấu ở ngay tại ngôi nhà mình, thì bà biết giải thích thanh minh với ai. Ngập ngừng mấy giây, bà Thúy Hà gặng hỏi. Bây giờ cháu tính sao? Không lẽ cứ ở đây mãi hả? Cô thì dễ rồi chứ, gặp em dâu cô, tức bà chủ nhà này mà về là khó ăn khó nói lắm đấy nha. Con bé Mai thoáng hiện ra nét bối rối. Chẳng giấu gì cô, cháu cũng không biết tính thế nào. Cháu nợ tiền mấy tháng chủ nhà Hồng cho ở nữa rồi. Tiền học phí kỳ 2 cũng chưa có để đóng nữa. Tiền ăn tuần này là nhuận bút mấy bài văn còn in ở báo sinh viên. Mà văn thì cũng in lúc chắc lúc lép. Chắc cháu phải bỏ học về quê quá cô ạ. Bà Thúy Hà gắt nhẹ. Cái thằng Phước Quý này hử đốn thật. Tình ái để ngủ với con gái người ta đến có thai mà vô trách nhiệm. Về rồi bác chị tội. Cô đừng trách anh ấy. Anh Quý có nói anh nuôi con ăn học hết đại học, anh xin việc cho. Nhưng con không có nhận. Con biểu em cảm ơn anh. Anh giúp em học nhạc và làm thơ là nhất rồi. Anh là nhà nghệ thuật có tiếng tăm lại đem tình yêu cho em. Em cực kỳ hạnh phúc. Thật quá sức tưởng tượng rồi. Em con nhà nghèo lợi dụng lòng tốt của anh là không có được. Em đi gia sư cũng đủ tiền ăn học. Bà Thúy Hà hỏi vặn. Tự trọng và nghị lực thế là tốt, cô tin. Nhưng sao lại dám đến gõ cổng nhà này? Cháu không nghĩ là sẽ gặp em dâu cô à? Cô gái đáp. Cháu liều mạng cô ơi, không một xu dính túi. Trước còn trông vào đi gia sư, nhưng vài tuần nay cái thằng nhóc con cứ đòi yêu cháu, học trò đòi yêu cô giáo kỳ cục thấy mổ, nên cháu bỏ. Khổ thân cháu. Và lại anh Phước Quý cũng biểu, chờ khi vợ anh đi Mỹ Quốc thăm con gái, anh sẽ đưa cháu đi du lịch Thái Lan. Cháu nghĩ thời gian này vợ anh ấy đã lên máy bay rồi, vậy mà trúng phóc cô ạ. Cô thì không có gan đàn bà như cháu đâu. Thì anh Phước Quý cứ tắt điện thoại hoài. Cháu nghĩ anh ấy phụ tình, cháu đi phòng mạch tư nhân bỏ phát cái thai. Bỏ xong tự dưng thấy tủi thân quá cô à. Người ta lừa gạt mình dễ dàng vậy cả. Chả lẽ chịu. Cháu tính tìm đến nhà anh ấy quậy cho một trận tơi bời rồi ra sao thì ra. Mày còn gặp cô nên chả hiểu sao lại thôi. Thì cô là người nhà mà. Ngày xưa cô và bác vợ thằng Quý học chung một lớp.
Hóa ra anh ấy chưa đến mức tệ bỏ cháu cô ạ. Người làm thơ bao giờ cũng tốt vậy, cô ạ. Còn Mai nói một thôi một hồi, nói như chưa bao giờ được nói, được tâm sự cởi mở, chia sẻ. Lòng nó đã thanh thản, còn bà Thúy Hà thì lặng người, buốt giá tận sâu thẳm tâm can. Cô biết cháu đã cùng đường, cô sẽ tìm thuê phòng trọ cho cháu. Hoặc là nếu cháu muốn, cô sẽ thu xếp cho cháu ở lại nhà này, vừa giúp việc, vừa có chỗ ở, vừa đi học. Ấy chết, không có được cô ơi. Vợ anh Phước Quý về, chị ấy biết có mà chôn sống cháu. Cháu cũng đâu còn mặt mũi nào mà nhìn chị ấy. Cháu chỉ xin chú vài hôm rồi đi học và tìm nhà trọ cô ạ. Cháu tính thế cũng phải, cô sẽ đi tìm phòng trọ cho cháu. Nhưng dứt khoát phải chờ bằng được thằng Phước Quý về, cháu mới ra khỏi cái nhà này. Cháu mà đi, ông ấy về đuổi việc cô đó. Dạ. Con bé Mai dạ thật dễ thương, 18 tuổi đầu như con chim ra ràng, bị mưa chan bão dập, y như bà Thúy Hà hơn 20 năm về trước. 20 năm trước, dạo ấy ông Quý chưa gặp bà Thúy Hà đem lòng yêu một tên Sở Khanh, đến khi có mang bà bị hắn chạy làng. Bà vác cái bụng lùm lùm tìm đến nhà tên Sở Khanh thì gục ngay ở cổng. Bà mẹ tên Sở Khanh đó nhảy chầu bóm bẽm, dìu thân xác bà Thúy Hà tát tưởi vào trong nhà. Nhà mái ngói âm dương âm u, vắng lặng sặc mùi thuốc đông y, dao cầu cân đĩa máng nghiền. Các ô ngăn kéo đựng thuốc rễ cây, củ quả, ghi nắn nót, đỗ trọng đại hồi phục linh đương quy hà thủ ô. Bà cụ đỡ bà Hà nằm xuống phản, rồi hoảng hốt gọi chồng. Ông ơi, hình như con bé nó động thai. Ông cụ thân sinh đã tên Sở Khanh, làm bà có chửa khi ấy, đang mặc áo the khăn xếp, ngấm mùi thuốc bắc rồi bảo. Bà nó để tôi xem. Lão già khốn nạn đó cố tình bắt mạch và kê đơn sai, đoạn sai vợ mình đem đi xác thuốc. Bà Thúy Hà thật thà uống, sau khi nhận mấy câu an ủi hứa hẹn thì bỏ về nhà, rồi nửa đêm về sáng bà sổ thai, oan nghiệt. Thật khó mà yêu thương được lần thứ hai với người mà mình đã hết yêu thương. Bà Thúy Hà dứt tình với tên Sở Khanh đó. Hơn 20 năm rồi mà bà vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Tâm khảm bị ám ảnh chẳng thể quên. Cứ nghĩ đến cái mùi thuốc đông y ấy là bà lại nôn khan. Cái ngày lê lết đó cứ ám ảnh mãi không rời. 3 ngày sau. Hà ơi, có nhà không đấy? Tiếng nói cất lên sau chàng chuông cổng thanh thoát đó là của bà Ngân Hà, bạn thân nhất của bà Thúy Hà. Bà Thúy Hà đang tỉa đám hoa hồng, nhanh chân lật đật chạy ra mở cổng. Đêm qua, bà đã thức cả đêm để rủ rỉ nhỏ to tâm sự qua điện thoại với bà Ngân Hà. Và quả thật sáng nay, bà Ngân Hà đến chơi như hẹn định. Thoáng nhìn con bé Mai đang hí hoáy lau cầu thang dẫn lên tầng trên. Con bé mặc quần sọc trắng của bà Thúy Hà, cái áo thun màu mỡ gà cũng của bà Nốt. Hai đùi nó trắng nuột nà, ngực căng nhức áo chỉ muốn tuột chỉ. Cặp vú vẫn đang mưng to, đôi mắt con bé ngời ngời sáng, cổ tròn trịa, da mịn màng và cái cằm hơi xẻ gợi cảm. Bà Ngân Hà lặng im quan sát, mấy giây sau mới nhìn bạn mình thì thào. Con bé vú nảy mông to, tướng mạo hồng diện đa dâm thủy, trưởng túc bất chỉ lao. Thế này nên ông Phước Quý nhà mày chết là phải. Bà Thúy Hà gật đầu bồi thêm. Mày nói đúng lắm, lại thêm cái tướng mì trưởng hộ tố mao. Kể ra thì con bé cũng đẹp, cũng đáng thương thật. Nói ra câu đấy mà bà Thúy Hà thấy nhói buốt trong lòng. Ngó nhìn lại bản thân mình, dù là vợ của tổng giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng, dẫu thế bà cũng chẳng thể chiến thắng nổi tuổi già. 52 tuổi, già bà đã bắt đầu khô, tóc bắt đầu sơ, đôi mắt có nhiều đường chân chim, vú đã bắt đầu nhão. Bà chưa chắc cảm thấy mình đang thua trận, tình địch lợi thế hơn hẳn bà. Nhưng còn hai đứa con, kết quả tình yêu của bà với ông Phước Quý, còn ký ức nồng nàn, còn những bài thơ tình ông tặng bà. Như hiểu được bạn mình đang dậy sóng trong lòng, bà Ngân Hà chép miệng an ủi. Mày cũng đừng quá đau đớn, chồng mình còn có con bé trẻ đẹp yêu, chứng tỏ chồng mình có đai có đắng. Bà Thúy Hà cười hiền bảo bạn. Mày không đùa đấy chứ? Thật, tao nói thật lòng. Thế tao hỏi mày, bây giờ chỉ có một sự lựa chọn, hoặc lão chồng doanh nghiệp giàu có,
làm thơ hay lãng mạn chót có nhân tình như chồng mày bây giờ. Hoặc thằng chồng cù lần, nghèo rớt mùng tơi, mặc quần ông bô, suốt ngày lau nhà, chồng mông thổi bếp than tổ ong phù phù mà chung tình hầu vợ. Mày chọn thằng nào? Tất nhiên là tao chọn chồng tao bây giờ. Bà Ngân Hà cười nghiêng ngả. Té ra trong nhiều cái tệ, nàng chọn cái bớt tệ hơn. Bỗng nhiên bà Ngân Hà không cười nữa, như chợt nhớ ra điều gì ai oán. Phận đàn bà chúng mình thì lúc nào cũng thiệt thòi, cũng khốn khổ. Vẫn chưa thấy lối thoát, chưa thấy ánh sáng leo lét cuối đường hầm, bà Ngân Hà chợt giật mình hỏi. Thế mày định cho con bé ở luôn nhà này làm ô xin à? Hay chờ ông chồng về rồi nhường phát chồng cho nó? Bà Thúy Hà cầm lên một bông hoa hồng, vừa vô tình bà cắt rụng rồi bảo. Tao đang nấu ruột lên, chưa biết giải quyết thế nào đây. Bà Ngân Hà ngạc nhiên gắt nhẹ. Tống cổ con bé ra khỏi đường, dắt tay nó về miền nhà giao cho bà mẹ nó. Hoặc mà ra lên tận giảng đường nó học làm toáng lên. Có thế cũng để ta phải dạy. Bà Thúy Hà ngước đôi mắt đượm buồn nhìn vào trong nhà, nén tiếng thở dài đáp. Không ổn, làm thế tội nó. Bà Ngân Hà gân cổ lên. Loại gái cướp chồng mình mà lại tha, thế còn lão kia mày định thế nào? Bà Thúy Hà chậm ngâm nghĩ. Cũng chưa biết làm sao. Hai đứa con mình biết được thì chúng nó còn coi bố ra gì. Cắt đất ra tòa, không có tha thứ gì hết. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Bà Ngân Hà, một người đàn bà đáo để. Bà Ngân Hà, một người đàn bà tuyệt vời. Ba tháng trước bà Ngân Hà tình cờ thấy chồng mình dắt gái vào nhà, lại trai trên gái dưới mới lộn ruột chứ. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên. Bà Ngân Hà bình tĩnh khép cửa lại rồi lạnh lùng đi. Chồng bà và cô bạn tình hoảng hốt mặc quần áo, chạy xuống phòng khách, quỳ trước mặt bà xin. Cả hai đứng dậy. Người tử tế không bao giờ biết quỳ. Ông đánh ô tô đưa cô ta về đi. Khi nào hết ngượng với tôi thì hãy quay trở về. Hai ngày sau, bà Ngân Hà điện thoại cho chồng. Hết ngượng chưa? Em đang chờ ở nhà. Anh xin em, ngượng chưa hết nên anh chưa dám về với em. Bà Ngân Hà nhã nhặn. Ừ, thôi anh ạ, đừng về nữa. Tôi đã có thằng trai nhảy bằng tuổi con trai lớn của anh rồi. Anh về đâm ngượng thêm. Rồi cúp máy, chồng bà tức điên người, lao xe ô tô với vận tốc 120 km về tới nhà. Sầm sầm lao lên tầng 2, chuẩn bị ăn sống nuốt tươi của vợ. Chàng trai trẻ mặc quần xịp cởi trần nằm ngáy khò khò trên giường, đập vào mắt thằng chồng đang cơn ghen tột đỉnh. À, con vợ lăng loàn. Chồng đi vắng đưa trai về nằm ngay trên cái giường đã từng ân ái với chồng. Chàng trai trẻ giật mình thức dậy, chẳng biết nguồn cơn ra làm sao. Chồng bà Ngân Hà quát tiếp. Con đàn bà lừa dối, chớ chén. Chồng bà Ngân Hà giơ tay định tát vợ thì chàng trai trẻ bẹp quạt bàn tay của lão ta ra đằng sau. Ông không được đánh gì tôi. Chồng bà Ngân Hà ngơ ngác nhìn chàng trai. Ngay lúc đó lão bắt gặp hình ảnh trẻ trung của mình hơn 20 năm về trước. Bà Ngân Hà lúc ấy mới nhẹ nhàng bảo. Thôi, anh bình tĩnh để em trình bày. Em đã tìm được đứa con rơi của anh 10 năm rồi đó. Chồng bà ngơ ngác bảo. Cô diễn cái trò gì đấy? Em đang làm ơn làm phúc cho anh lần cuối cùng đấy. Bà Ngân Hà quay sang chàng trai trẻ. Xin lỗi cháu, dì đã phải mượn từ trai nhảy chọc tức để bố cháu quay về. Cháu ơi, cháu lấy cái ảnh chụp mẹ cháu và bố mặc đồ tắm biển ôm nhau bên cái phao ra mà nhận nhau. Chồng bà càng ngơ ngác ngạc nhiên. Bà Ngân Hà chưa chát bảo. Thôi nhá, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Em đi đến trường đón con gái rồi đi luôn. Đừng có tìm em nữa. Rồi bà xách vali ra khỏi nhà. Nhớ đến chuyện này, bà Thúy Hà chợt thở dài nhìn bạn mình bảo. Nhưng không có cách nào khác để giải quyết à? Mày ghê gớm thật. Chứ sao, hắn cạch gái đến già nhá. Ngoan ngoãn tránh ra chuyện bồ bịch rồi.
hắn đón đứa con trai bỏ rơi ấy về nuôi, vì mẹ nó mất năm ngoái. Hai bố con cứ năn nỉ mẹ con tao quay về, nhưng đừng hòng, hắn sẽ cứ ám ảnh tội lỗi đến hết đời. Phận làm đàn bà, một khi đắt độc là phải độc tận tâm can. 3 giờ chiều hôm ấy, bà Thúy Hà lặng đi với mớ mâu thuẫn trong đầu. Là người tình đầu tiên của người đàn ông phòng có ý nghĩa gì, khi bà luôn muốn làm người tình, người vợ cuối cùng của chồng. Huống hồ là con bé này không còn được làm người đầu tiên của chồng bà. Dành con, vắt mũi chưa sạch, bà Thúy Hà mệt mỏi dựa hẳn lưng vào đi văng. Hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, mặt ngửa lên nhìn trần nhà có cái quạt đang quay tít. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay, bà Ngân Hà có thể làm thế được, còn bản thân bà. Đang mải suy nghĩ miên man thì bóng ông Phước Quý đã trở về nhà. Ông về đúng vào ngày chủ nhật, đúng lúc bà còn đang rối bù trong mớ bỏng bong trong tâm khảm. Nước da ông đen sạm vì cháy nắng. Tôi về rồi này, nhớ bà quá. Nói rồi ông bỏ van ly, lao lại ôm chầm lấy hôn vợ sau bao ngày xa cách. Bà Thúy Hà gạt chồng ra rồi nhã nhặn bảo: Mình ạ, em mới kiếm được con bé giúp việc. Đã chuẩn bị trước cho tình huống này, bà nói nhỏ vừa đủ cho chồng nghe. Con bé học năm thứ nhất văn khoa, nó thông minh chăm chỉ, chịu khó ra phết. Một buổi đi học, một buổi giúp nhà mình. Cửa nhà rộng rãi, em cho con bé ăn ngủ ở đây luôn mình ạ. Ông Phước Quý chống chế một cách yếu ớt: Sao bà không hỏi tôi một tiếng? Chuyện nhỏ mà anh. Bà đóng cánh cửa rồi quay mặt vào trong nhà kêu con Mai: Hoàng Mai ơi, bác Phước Quý về rồi nè. Cháu đã giúp bác ấy một tay đưa đồ lên tầng 2 đi. Cán chổi lau nhà trong phòng rồi đánh cạch một tiếng khô khốc. Bà Thúy Hà gọi liền 3 câu mà chẳng nghe tiếng ai đáp lời. Mặc cho chồng bà đang đứng chết chân ở phòng khách, bà mau mày trở vào trong phòng ngủ, rồi rất nhanh đứng sững lại. Một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo u uất ập vào khi cơ thể bà tiến lại gần cửa phòng, làm bà Thúy Hà bất giác giật mình khựng lại. Toàn thân nổi gai ốc dọc sống lưng, chân tay bà cứng đờ như trúng gió vậy. Bà Thúy Hà có cảm giác như có một thứ gì đó vô hình từ bên trong vừa đi lướt ngang qua người mình vậy. Dẫu vậy, cảm giác lạ lẫm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ một nhịp thở sau, cơ thể bà Thúy Hà đã bình thường trở lại. Cảm giác đó diễn ra quá nhanh nên bà cũng chỉ ngỡ ngàng phút chốc rồi nhanh chóng ngó vào phòng kiểm tra. Nền nhà được lót bằng lớp đá hoa cương đắt đỏ. Lúc này chiếc chổi lau nhà đang nằm im lìm. Sổ nước bên cạnh khẽ sóng sánh, chứng tỏ mới có người lau. Nhưng bóng dáng con bé Mai đã bật vô âm tín. Bà Thúy Hà giật mình ngơ ngác, đoạn tiến vào bếp tìm người. Nhưng lạ thay, khắp căn biệt thự này chẳng thấy bóng dáng con bé Mai đâu. Hệt như con bé đã biến mất và chưa từng tồn tại. Ông Phước Quý thấy vợ đi đi lại lại thì buột mồm hỏi: Bà làm gì à mà như mất sổ gạo thế hả? Bà Thúy Hà giật mình lắp bắp: Không có gì. Có con bé giúp việc tôi mới thuê về. Tôi bảo nó lên chào ông tiếng mà chẳng biết nó đi đằng nào rồi. Ông Phước Quý mệt mỏi đáp: Thôi tìm làm gì bà ơi, nó làm ở nhà này thì trước sau gì chẳng mò mặt lại. Bà Thúy Hà cố diễn đến cùng nên cũng ngậm ở làng sang chuyện khác. Nhưng điều làm bà cảm thấy lạ lùng là con bé Mai mấy ngày sau đều không quay lại. Bà đoán con bé muốn tránh mặt ông Quý, hệt như bà tránh mặt tên Sở Khanh năm nào, nên cũng tặc lưỡi chẳng thèm bận tâm. Dẫu thế, đời sống vợ chồng đã có một bức tường ngăn cách vô hình. Cho đến buổi chiều một tuần sau đó, những sự việc quái đản bắt đầu tìm đến căn biệt thự của vợ chồng bà. Và kinh hoàng hơn là lúc diễn ra, mặt trời còn chưa lặn hết. Ông Phước Quý chồng bà vốn là một doanh nhân có tiếng trong vùng, vốn dĩ là người đàn ông có đầu óc, lại thêm cái tính láng tử, nên từ khi bước chân ra thương trường, ông dễ dàng quen biết đủ loại thành phần xã hội. Vì lẽ đó mà việc làm ăn của ông lên như diều gặp gió. Ở cả con phố này không ai là không biết đến danh ông, dẫu thế việc làm ăn kéo ông sang nhà liên miên, chẳng mấy khi người ta thấy ông ở nhà. Khác xa với đám bạn thân, suy nghĩ của bà Thúy Hà lại có phần cởi mở. Đàn ông làm ăn ra ngoài đi ngang về dọc là lẽ thường. Bà biết chồng mình có tính trăng hoa, sau lưng bà chắc chắn ông có vài đám. Nhưng để giữ danh dự cho chồng
để hai đứa con nhìn vào bố mình như tấm gương sáng mà học tập. Phần vì giữ yên ấm cho gia đình, phần vì bà vẫn còn ăn năn về lỗi lầm 20 năm trước, nên cũng chẳng làm khó chồng mình. Nhờ vào miệng lưỡi và cái đầu thông minh, nghiễm nhiên việc làm ăn lên như diều gặp gió. Sau 10 năm lăn lộn trên thương trường, công ty Hoàng Gia của vợ chồng ông bà trở thành tập đoàn lớn nhất về lĩnh vực xây dựng. Tối hôm ấy ở mảnh vườn trải đầy thảm đỏ là sinh nhật ông Phước Quý. Những kẻ máu mặt quan chức trong vùng đến chúc tụng chồng bà nhiều lắm. Mới ngoài 50 tuổi, nhưng ông Phước Quý tỏ ra bệ vệ trước tuổi. Chiếc áo vét trắng bó chặt thân hình phốc pháp của ông lúc nào cũng như muốn bục cả cúc. Ông Phước Quý bế đứa bé trai là con của một cậu nhân viên lòng cưng nựng, đoạn bật tung chai sâm banh giữa những tiếng vỗ tay lốp bốp của khách mời mà phát biểu. Hôm nay là sinh nhật tôi. Phước Quý tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng. Vợ chồng tôi rất lấy làm cảm kích. Nào, nâng cốc. Tiếng hò reo và tiếng chạm ly leng keng không ngớt. Bà Thúy Hà khẽ nhấp một ngụm vang trắng rồi nở nụ cười mãn nguyện. Hoặc ép mình thì chỉ có bà mới rõ. Ông Phước Quý tận hưởng cái không khí náo nhiệt đó một lúc rồi lui vào chiếc ghế sofa đặt ngay trên thềm nhà. Vốn dĩ sinh nhật chỉ là cái cớ để ông hẹn gặp bạn hàng bên Thái Lan để trao đổi thêm về mối cung cấp vật liệu xây dựng. Dưới sảnh không khí ồn ào, tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng thịt nướng xèo xèo thơm nức mũi và mùi rượu vang nồng lên thơm ngào ngạt. Ông Phước Quý ngậm điếu xì gà và nghĩ về hợp đồng làm ăn sắp tới mà vui sướng trong lòng đến mức hai tay nhấc bổng đứa bé mới 2 tuổi lên không trung mà quay vòng vòng. Đứa bé còn đang thích thú cười hục hặc thì chợt đanh mặt lại. Cái tay của đứa trẻ 2 tuổi bấu chặt lấy cổ tay to tướng của ông. Như có một sức mạnh vô hình nào đó làm ông Phước Quý nhăn mặt, nhíu hết cặp lông mày rậm rạp. Một làn gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng làm cho ông dùng mình ớn lạnh. Lúi húi đặt đứa bé xuống chiếc ghế sofa bóng loáng, đang tính trở vào nhà lấy chiếc áo choàng cho bớt lạnh thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đứa bé 2 tuổi còn đang bập bẹ nói chưa rời tay ông đã bất giác nói ra một tràng dài. Những thứ âm thanh khản đục như cổ họng nó bị bóp nghẹt cái thứ gì đó làm ông áp sát tai lại nghe. Ngay lúc đó, một tràng thanh âm rõ rệt nhưng lạnh lẽo như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm xoáy vào óc ông. Bố ơi, con đói quá. Ông Phước Quý bị tiếng ồn ào dưới sảnh làm cho nghe không rõ nên hỏi lại. Sao cơ? Con vừa nói gì? Nói lại ông nghe nào. Mặc cho ông gặng hỏi mấy lần thì thằng bé im bặt, khuôn mặt ngây thơ lại khẽ hục hặc cười khi ông áp chậm sâu quai nón vào người nó. Ông Phước Quý cũng quên bén cái chuyện đó sau khi bàn xong cái mớ hợp đồng cung ứng vật liệu với phía Thái Lan. Chuyến này ông tính đi mau lâu? Tiếng bà Thúy Hà cất lên nhỏ nhẹ giữa một buổi chiều lộng gió. Ông Phước Quý thay vội bộ quần áo vét vì vừa trở về sau khi tham gia hội nghị doanh nhân cấp thành phố. Đón lấy cốc nước lọc từ tay vợ mình, ông ngửa cổ tu cạn một hơi rồi đáp. Nhanh thì 2 tuần tôi lại về. Bên đó đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao. Sát sao quá nên tôi không lơ là được bà. Nói rồi, ông thay nhanh cái bộ đồ ngủ bằng lụa và trở ra bên hông nhà, nơi có bộ ghế mây và thảm cỏ xanh mượt mà ngả lưng tắm nắng chiều. Ông Phước Quý không nhớ đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi một giọng nói làm ông giật mình tỉnh giấc. Bố ơi, con đói quá. Bố cho con xin bát cơm. Ông Quý vẫn đắp cái khăn lông che kín mắt không thèm nhìn. Đoạn ông khề khà lên tiếng gọi vợ. Bà nó ơi, sao để ăn xin vào nhà thế này? Bà Hà ơi. Không thấy tiếng vợ mình đáp lại, bên tai ông tiếng người ăn xin vẫn lặp lại đều đều từng chữ. Bố ơi, con đói quá. Bố cho con xin bát cơm. Một luồng gió lạnh toát làm ông Phước Quý của mình ớn lạnh. Ông kéo tấm khăn lông đang che kín mặt mình xuống. Ngay lập tức đập vào mắt ông, cách chỉ độ một gang tay là khuôn mặt của đứa trẻ con lạ mặt. Khuôn mặt hốc hác khô quắt lại, hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi bốc mùi tanh nồng, và trên đỉnh đầu nhễu ra một thứ dịch đỏ pha lẫn trắng nhầy nhụa dính bết cả mảng tóc. Sợi dây rốn còn lủng lẳng thõng xuống chấm đất. Ông Phước Quý á khẩu, hai mắt lạc thần, đạp tung cái ghế mây mà bỏ chạy. Bà Thúy Hà nghe tiếng động vội chạy ra,
thì chỉ thấy đống ghế mây mà chồng mình hay dùng để nằm nghỉ đổ lộn xộn, ly tách vỡ tan tành trên nền đất mà không thấy chồng mình đâu. Bà giật mình vội vào trong nhà gọi lớn: "Ông ơi, ông đang ở đâu thế?" Bà định thần rồi đi theo tiếng đáp yếu ớt ấy thì nhận ra chồng mình đang núp trong góc phòng, mồ hôi túa ra đầy người. Mặt mũi ông xám ngoét lại, run rẩy ngồi co ro ở đó. Bà Thúy Hà phải gọi mấy lần ông mới ú ớ hét lên. Ông Phước Quý nhìn vợ và run run giọng bảo: Bà xem cho tôi, con đứa bé ăn xin nào nó mới mò vào nhà." Bà Thúy Hà ngẩn người nhìn chồng rồi đáp: "Ăn xin vô nhà mình? Hay ông mơ ngủ nhìn gà hóa quốc? Cổng nhà mình nãy giờ khép im ỉm, ăn xin nào vào đây được? Lúc nghe tiếng ông và tiếng ly chén vỡ, tôi đã chạy vội lên. Giả như có ăn xin trèo tường vô, không lẽ còn cho ông nuôi lại không sủa? Hoặc giả như nó có ngủ quên, thì làm sao mà chưa đầy 10 giây đã biến mất rồi? Sân nhà thì rộng thế kia, họa chẳng con là ma thì mới thoát được." Tiếng ma mà bà Thúy Hà mới nhắc làm cho ông Phước Quý có rúm người lại. Mất một lúc lâu sau, ông mới trấn tĩnh và lật đật trở về check camera, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Trên màn hình chỉ thấy ông đang vùng vẫy đạp tung cái đống ly tách mà bỏ chạy hệt như gặp cơn ác mộng. Ông Phước Quý vẫn chưa hết bàng hoàng nên lục tục kêu vợ theo ra cùng để lấy cái điện thoại còn để ở trên ghế. Vừa ra đến nơi, ông Phước Quý lại một lần nữa thất kinh, chỉ tay về cái khoảng cỏ cạnh cái ghế mây sơn màu trắng tinh mà rằng: Bà thấy chưa? Máu me từ bộ dây rốn kéo lê trên đất dính đầy ra kia kìa. Đấy, còn ướt đẫm một khoảng đấy." Bà Thiếu Hà nhìn theo hướng chồng chỉ, quả nhiên thấy tung tóe trên thảm cỏ là vài vũng nước còn đọng lại. Từ nước màu đỏ sậm nhờ nhờ còn nổi cả váng mỡ. Bà Thiếu Hà lấy tay quẹt thử rồi đưa lên mũi người, thì lập tức gặp người ói mửa. Thứ mùi tanh nồng lại hôi thối như xác chuột chết ngâm nước lâu ngày. Cả ngày hôm đó, ông Phước Quý cứ thất thần, hỏi gì đáp nấy. Mặc cho bà Thúy Hà bảo rằng thứ nước đó là mùi trà bị thiêu, nhưng ông không tin. Sau bữa cơm tối, ông Phước Quý có thói quen tính toán thu chi, rồi chơi một bản piano. Nhưng đêm này ông dẹp hết và hối vợ đi nằm sớm lắm. Phòng của vợ chồng ông bà nằm ở tầng 2, có cái ban công khá rộng. Trước khoảng ban công là cây phượng cao cỡ 4 mét, tàn lá xum xuê, quanh năm che đi cái nắng nóng Hải Phòng về hè. Bà Thúy Hà thay nhanh cái bộ đồ ngủ rồi mệt mỏi bảo: "Ông làm ăn cái gì thì cũng phải tính toán đường đi nước bước nhá. Đám phú Mỹ đó tôi thấy không đáng tin cậy đâu. Giả néo đứt dây, thiệt hại là về mình chứ không ai đâu." Ông Phước Quý gật đầu: "Bà cứ tin vào con mắt nhìn người của tôi. Mất một con cờ thì bàn cờ cũng chẳng xi nhê. Để chưa cỡ loại như chúng nó tôi phẩy tay cái cũng kiếm được chục đối tác khác ngon hơn. Tôi tính là cấm có nhầm đâu." Bà Thúy Hà cạnh khóe: "Ông tính thì giỏi rồi. Cơ mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có nhiều cái ông không tỏ đâu." "Bà nói thế là ý gì?" Hai vợ chồng đi lầm to nhỏ tới gần nửa đêm thì tắt đèn đi ngủ. Phòng ngủ khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất chiếc giường gỗ lim sơn màu đỏ rực kê chính giữa. Ông Phước Quý đang chằn chọc cố dỗ giấc ngủ thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mùa hè về đêm lớn lắm, mấy giọt nước mưa hắt vào mặt làm ông nhíu mày lại hỏi nhỏ: "Này, lúc nãy đi ngủ bà quên chưa đóng cửa sổ à?" Bà Thúy Hà không trả lời, vẫn ngủ im lìm. Ông Phước Quý bực mình bỏ tấm chăn mỏng đang đắp trên người, tiến ra khép cửa thì quái lạ, hai cánh cửa kính to bản vẫn đóng chặt. Ông ngây người mấy giây, lật đật trở lại giường, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chưa kịp ấm người thì bên tai ông vọng lên những âm thanh mà lúc đầu ông cứ đinh ninh là tiếng mưa rơi ngoài ban công. Tiếng động ấy như tiếng đàn dương cầm đều đặn, mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ dưới phòng khách, và trong tiếng mưa làm ông không thể nào ngủ nổi. Định bụng xuống dưới nhà xem xét thì ông bất giác đánh rơi tấm chăn xuống. Ngoài ban công, ngay sát bức tường, tiếng con chó Phốc đang sủa lên không ngớt. Phốc là giống chó Bắc Hà, một trong tứ đại quốc khuyển có nguồn gốc từ vùng núi Tây Bắc, cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Ông Phước Quý đã tốn hoàn 5 triệu bạc mua nó về, rồi tốn thêm mớ tiền cho người huấn luyện, nên con chó nghe lời ông lắm.
Từng tràng thanh âm ngân dài rồi như tắc nghẹn trong cổ họng. Ông Phước Quý bực mình tiến ra ngoài ban công xem sự thể ra sao. Nhưng phần thì ngại mưa lớn, phần thì trong đầu ông có một ý nghĩ mới xuất hiện làm ông thoáng giật mình. Hay là con trộm lẹn vô nhà mình? Thôi đúng rồi. Tiếng cho chủ nhấm nhằng làm ông sốt ruột, khoác vội cái áo ngủ. Ông chậm chậm bước xuống nhà dưới, với tay bật chùm đèn trên trần căn biệt thự thì không sáng. Ông Phước Quý bực mình, chửi lẩm bẩm trong họng. Mẹ kiếp, nửa đêm còn mất điện. Một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thấy mọi thứ vẫn ổn, ông Phước Quý mới tính trở lại phòng vì cơn buồn ngủ đang kéo tới. Nhưng lúc ông vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị lên lầu, thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, rọi qua cánh cửa kính làm ông giật mình. Vì trong vòng vài giây đó, rõ ràng chỉ có mình ông, nhưng lại có tới 3 cái bóng. Ông bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn. Đứa nào nửa đêm lẹn vào nhà tao, khôn hồn thì cút xéo đừng để tao bắt được. Đổi lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự. Ông Quý cho rằng mình ngái ngủ nhìn nhầm nên tặc lưỡi tính bỏ lên lầu. Lúc vừa quay đi, ông lại có cảm giác có ai đó đứng nhìn mình chằm chằm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt xộc tận vào gan ruột. Trực giác mách bảo làm ông bất giác quay đầu lại. Thì ôi thôi. Cánh cửa sổ phòng khách cách bộ đi văng chỉ 5 bước chân vốn làm bằng kính đang loang loáng nước mưa. Lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát nhìn chòng chọc vào chỗ ông đang đứng. Ông Phước Quý kinh hãi kêu thét lên rồi với tay bật ngọn đèn trên trần nhưng không sáng. Khuôn mặt người vẫn lom lom đứng đó áp mặt nhìn vào trong. Ông tái mặt nhận ra là đứa trẻ con vì chỉ có cái vai và cái đầu hẳn lên trên nửa ô kính. Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt ông chính là đứa bé ăn mày chiều qua. Dây đốn còn vắt mấy vòng quanh cổ, tiếng thở dài ai oán lại khẽ vang lên rồi vào tai ông làm ông chết đứng tại chỗ. Ông Quý kinh hái á khẩu vì một mùi hôi tanh xộc vào theo gió. Chưa kịp định thần thì tràng thanh âm khô lãnh lại vang lên. Bố ơi, cho con bát cơm, bố ơi. Đứa bé đứng đó khuôn mặt đỏ ngầu nhưng toàn thân phủ thủng, ướt đẫm máu me như bào thai mới sinh. Đứa bé ở chuồng, đám dây đốn khẽ phập phồng hệt như đang chuyển động. Dưới ánh chớp vừa quét qua, hai hốc mắt sâu hoắm ộc ra hai dòng máu thâm đen sì chảy ướt đẫm cổ, hòa với nước mưa làm đỏ lòm cái ô cửa kính. Ông Quý á khẩu, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhớp nháp, thứ trắng hồng phập phồng của đám dây rốn. Đứa bé ma từ từ xuyên qua cánh cửa, miệng không ngớt thì thào cái thứ âm thanh khàn đục. Bố ơi, lạnh, lạnh lắm. Đoạn cơ thể nó trương phành lên, áp sát ông Quý. Nơi cổ họng bị mớ dây rốn thít chặt, khẽ phát ra tiếng cười the thé. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng gào lúc nửa đêm làm bà Thúy Hà bừng tỉnh. Ông Quý trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy, hãi hùng nhận ra là gặp ác mộng. Làm cái gì mà đêm hôm ông gào tướng lên thế? Có cho ai ngủ không? Ông Quý hết nhìn vợ, nhìn căn phòng lúc này đã sáng đèn và nhìn lại mình. Quả thực chỉ là một giấc mơ. Bà rót cho tôi cốc nước, nước ấm nha. Tôi thấy lạnh cóng cả ruột gan rồi. Bà Thúy Hà ậm ừ trong cổ họng rồi đi xuống dưới nhà. Lát sau mang lên cho chồng một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì ông Quý lại run lên bần bật. Ở dưới nhà lại phát ra những âm thanh của cây dương cầm mỗi lúc một lớn dần. Đây đây, bà thấy chưa? Nó đang đánh đàn đấy. Bà Thúy Hà đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nghe chồng hét toáng lên thì bực mình lắm. Nó nào? Nó là ai? Mà nó về làm gì? Nửa đêm nửa hôm không lo mà ngủ cứ gào toáng lên thế ai mà chịu được? Bà không nghe thế à? Tiếng nó đang chơi đàn đó. Đấy. Ông hôm nay sao vậy? Làm gì có tiếng gì? Ông Quý quả quyết là có thì một mực bà Thúy Hà bảo không. Quả nhiên chỉ mình ông nghe thấy thanh âm đó. Ông sợ hãi nhận ra cái thế giới vô hình đó chỉ tìm về ông. Một mình ông mà thôi. Ông tái mặt kêu vợ để đèn không được tắt.
Bà Thúy Hà cũng mặc kệ rồi thêm thiếp ngủ tiếp. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, ông Quý mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi tiểu, rồi lại phòng rất nhanh, nằm lăn qua lăn lại trăn trở. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến ông ngủ không được, hay tâm thức không cho ông dám chợp mắt. Nhưng cơn buồn ngủ cứ ùa tới, kéo sập mí mắt. Nghĩ thế, ông với tay tắt cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường rồi chui vào, cuộn mình trong chăn kín mít. Nhưng đèn vừa tắt, thì từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó phốc ông hết mực cương chiều lại bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ. Hai chân trước con chó lại cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít, làm ông thấy rùng mình, cuộn chặt tấm chăn lại, nhưng gai ốc vẫn dựng hết lên. Không dám ra ngoài ban công, ông Quý đưa hai tay bịt tai lại, nhưng con chó lại chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường, những tiếng rèn rẹt, chói óc. Ông Quý lại thót người, run lên bần bật vì biết chắc rằng đứa bé quái thai lại hiện ra trở lại trước căn biệt thự này. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao vợ ông không nghe thấy? Ông chờ đợi mãi mà chẳng thấy vợ mình cằn nhằn lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình ông nghe được. Ông nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, mắt lom lom nhìn ra ô cửa sổ còn loang loáng đọng nước mưa. Một lúc sau tiếng chó bỗng im lặng, móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Ông nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía phòng khách dưới nhà lại vang lên những tiếng dương cầm não nề không dứt. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng không gian mênh mông nên cảnh vật bắt đầu trông thấy rõ. Ông Quý kể qua cho vợ mình một lượt, làm bà Thúy Hà sợn gai ốc. Theo dự đoán của ông, nhất định đêm qua có đứa rình mò căn nhà này. Bà Thúy Hà nhìn chồng vẻ nghi hoặc, đoạn nói: "Ông nói vô lý, đằng trước nhà mình là bãi cỏ không có chỗ núp, lại thêm con chó mấy chục ký án ngữ, trộm nào lại khơi khơi đứng rình, nhà mình như vậy được cơ chứ?" Ông Quý ngồi bật dậy, tiện tay bật thêm ngọn đèn máng ngay dưới ban công để quan sát cho rõ, đoạn bảo bà Hà theo ông ra cho trước nhà. Đứng trước thảm cỏ trải dài hơn chục mét, trải dài không một góc chết, bỗng ông Quý trố mắt giật mình, há mồm nhìn trên bức tường căn biệt thự. Ngay cửa sổ phòng khách, quả thật chẳng chịt bao nhiêu vết cào, như có ai cầm cây đinh cố ý vạch vạch. Biệt thự mới xây, tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Ông nhìn vợ và run rẩy nói: "Đấy, bà thấy chưa? Tôi đã bảo mà, con chó nó cào cả tiếng đồng hồ ấy." Rồi ông hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn: "Đây này, bà coi này, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào nhà. Rõ ràng là dấu chân còn in lại vì chỗ đất mềm. Sân này từ trước tới giờ đâu có ai dám lai vãng tới. Tối hôm qua bà mà tỉnh thì bà mới thấy sợ. Tôi phải chạy ra kiểm tra là vì thế ấy." Bà Thúy Hà cũng vừa nhận ra dấu chân tuy lờ mờ và rất nhỏ bé, nhưng quay mũi và hướng trong nhà làm bà bắt đầu đổi thái độ. Một cảm giác rợn rợn bất chợt lan vào toàn cơ thể bà. Bà im lặng quay đầu nhìn ra hàng rào nơi có con chó quanh năm canh chừng, rồi kéo tay chồng ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại. "Tôi thì tôi vẫn không tin có thằng trộm nào dám lẻn vào nhà mình. Ở cái đất này ai mà không biết tiếng ông. Có cho tiền bố bảo chúng nó cũng không dám vào nhà trộm. Và lại con chó to lù lù thế kia cơ mà. Hay là làm sao? Hay là có ma không à?" Hai chữ "có ma" thoát ra từ miệng vợ làm ông bất giác rùng mình. Hơn ai hết, ông biết chắc không có thằng ăn trộm nào lẻn vào nhà mình đêm qua, mà đó là hồn ma. Nói thẳng ra là hồn ma trẻ con mới đẻ đột nhiên hiện về. Ông sợ tái mặt nhưng giấu nhẹm đi. Không lẽ một người đức cao vọng trọng như ông mà để đồn ra có căn biệt thự ma ám thì ảnh hưởng lắm. Tiến thoái lưỡng nan, những cái sợ đã chiến thắng. Ông quay qua bảo thẳng vợ: "Ma thì chắc không có, nhưng thôi, có thờ có thiêng. Bà rõ cách gì chưa? Nói cho tôi nghe chứ tôi sợ quá." Bà Thúy Hà chậm ngâm mấy giây rồi bảo: "Lát nào tôi mời sư thầy về cúng cho. Cứ bảo cúng sao giải hạn cho ông là được. Kẻo chúng nó bảo nhà mình có ma thì chết dở." Ông Quý gật đầu rồi hối vợ sáng sớm biện lễ lên mời sư cụ về nhà. Bà Thúy Hà nhanh chóng vệ sinh rồi đánh xe hơi đi luôn.
Bình minh cũng bắt đầu ló dạng, tạm thời xóa đi phần nào cái u ám đang bao lấy căn biệt thự này. Ông Quý bước vào phòng tắm, bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn. Ông đánh răng rửa mặt rồi cởi quần áo vào bồn tắm xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Nhưng ông không dám vào phòng ngủ mà nằm luôn ở cái ghế bọc nhung ngoài phòng khách mà ngủ. Còn một mình trong căn nhà vắng lặng, ông Quý cần phải ngủ một giấc dài cho lại sức, bởi ông biết chẳng may đêm nay đứa bé quái thai đó lại hiện về thì còn có sức mà chống chọi. Ông Quý ngủ được gần 9 tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua, từ lúc thấy đứa bé đứng lù lù ở cửa chính cho đến những âm thanh ở phía trước nhà. Tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng đàn dương cầm não nề, tất cả ùa về rất nhanh trong trí nhớ của ông. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, ông thấy trời đã rực nắng, nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Nhìn đồng hồ trên bàn thấy cũng gần chiều, ông choàng dậy, định ra rửa mặt rồi ăn miếng cơm. Ông thấy rùng mình vì lạnh, với tay khoác vội cái áo ngủ dài, rồi lại kéo rộng cái tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra, ông hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân trơ trọi một cây phượng. Một đứa trẻ con đứng lù lù dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, ông cũng vẫn nhận ra ngay đó là đứa bé quen thuộc đêm qua không thể lầm lẫn được. Trên cổ nó vẫn là mớ dây rốn đỏ lòm. Đứa bé đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc cạnh nhà. Ông Quý đứng chết chân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm ông cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hiện tượng quái dị ấy tuy có làm ông sợ, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng diễn ra vào ban ngày. Ông không hãi hùng lắm. Ông Quý chỉ lo đêm nay, đứa bé sẽ lại gõ cửa tìm ông. Cho nên, ông lặng lẽ lật đật tiến lại ban thờ thắp nhang, thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng. Có nghĩa là đừng để hồn ma đứa bé tìm ông một lần nữa. Xong xuôi, ông vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ chống chải, rồi qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay, ông đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước, đoạn nhắm mắt lại, bọc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì ông ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy cái mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng, làm ông nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân trên lầu, ông im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, ông tiến lại góc nhà, chỗ máng điện thoại để gọi cho vợ xem tình hình bên màn đó thế nào mà sao lâu về thế. Lúc này đây ông tin là có thế giới bên kia, không phải cái thứ người đời bịa đặt. Sầm tối hôm ấy, bà Hà cùng sư cụ mới về tới nhà. Đàn lễ nhanh chóng được bày ra. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng của vầng trăng, vài ngọn nến trên đàn tràng gặp gió thổi cứ lập lòe chớp tắt như ma chơi. Sư cụ Ninh cắm cái bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt ngay ở giữa án hương, rồi lấy ra ba đồng tiền âm dương xin đài. Xin ba lần đều không được, ba đồng tiền âm dương cứ quay tít nhất định không chịu dừng lại. Mười mấy năm tụng kinh, chưa bao giờ sư cụ Ninh gặp sự lạ như thế. Chưa kịp xem nên làm gì thì bó nhang đang bốc khói nghi ngút chợt bốc cháy phừng phừng. Lẫn trong cái quầng lửa đỏ rực đó, ông Quý thấy mập mờ khuôn mặt đứa trẻ ma đang nhìn ông trừng trừng. Ông Quý thét lên rồi giật lùi mấy bước, vấp té rúi rụi trên nền cỏ. Ba giọt nước rơi trên mặt tong tỏng làm cho ông bất giác mở mắt. Chỉ cách đúng một gang tay là khuôn mặt lở loét của đứa bé. Hai hốc mắt đầy ròi bọ nhung nhúc, đoạn dây rốn trên cổ nhễu ra cái thứ máu huyết còn phập phồng. Ông Quý đạp tung cái xác ướt sũng rồi lồm cồm bỏ chạy. Chỉ thấy hai má đau rát, ông giật mình mở mắt, hóa ra chỉ là giấc mơ. Bên tay ông là tiếng bà Hà hoảng hốt. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông ú ớ nhìn hết sư cụ và vợ đang quây quanh mình. Theo lời bà Hà thì đang cúng bái, tự xưng ông co giật đùng đùng để gào thét, còn đạp đổ cả án hương, phải tát mấy cái ông mới chịu tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Hay là thi chủ trúng gió rồi? Ông Quý lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi chảy ra đầy hai bên thái dương,
nhìn ngó hết lượt rồi bỏ mặc mọi người lầm lối trở vào trong. Đêm hôm đó cảnh vật cũng lại diễn ra y hệt như là đêm qua. Trong giấc mộng mị ấy, đứa bé cởi chuồng vẫn chìa bàn tay xin. Bố ơi, cho con bát cơm, con đói quá. Ông Quý kinh hãi đến tột cùng, tiếng nói vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Đứa bé với khuôn mặt mờ ảo, ông không nhìn rõ, không nhận diện được là con ai. Ông Quý rú lên. Con ơi, tha cho bố. Bà Hà đang nằm thiêu thiêu, nghe tiếng ấy thì giật mình bật dậy, ngơ ngác quay lại hỏi. Con nào? Ông Quý không dám tiết lộ chuyện cặp bồ với vợ nên làm bộ lảng sang chuyện khác. Ông thản nhiên nói. Bà chưa ngủ được sao? Tôi thì tôi mới chập mắt lại gặp ác mộng. Bà Hà ngậm ngùi thở dài. Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến con bé tên là Mai, sinh viên khoa văn đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó phá thai chui. Có đúng thế không? Ông Quý kinh hãi hỏi lại vợ. Sao bà biết? Bà Hà ngậm ngùi thở dài trách bằng giọng có pha nước mắt. Tôi biết từ lâu nay cơ. Ông bạc ác lắm. Còn ông mà ông còn bỏ. Con bé bụng mang dạ chửa không trốn dung thân, lang thang đầu đường xó chợ. Tất nhiên là nó nạo thai rồi. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thất đức. Con gái tôi nó phải gánh chịu. Nhân quả nặng lắm ông ơi. Ngừng một chút, cốt ý để chồng suy nghĩ, bà Hà lại tiếp. Đây, con bé nó đến tận nhà xin tiền đấy. Đúng không ông về thì nó bỏ đi. Đứa bé ấy chắc chắn là con ông nạo đi đấy. Nó về nó trách ông đấy. Cho nên hôm nọ có dịp lên Hà Nội, tôi cố tìm cái con bé ấy để xúi cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đã đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu. Giờ chắc oán hồn nó về quấy quả đấy. Thế tôi phải làm sao hả bà? Chắc gì đã phải con tôi. Còn làm sao nữa? Tìm về nơi con bé nó ở, rồi xin cất mộ phần cho đứa bé thờ tự đi. Ông ác lắm, con mình còn bỏ, có ngày này cũng đáng đời. Ông Quý thở dài bảo. Tôi có lỗi với bà, nhưng đành thế thôi. Mày bà với tôi về nhà con bé, tôi có địa chỉ nhà nó đây. Bà Hà gật đầu, đêm hôm đó trôi qua trong yên bình. 3 giờ chiều hôm sau, hai vợ chồng đã tìm đến địa chỉ nhà con bé Mai, là một ngôi làng nghèo ở Quảng Ninh. Tiếp đón hai người là bà mẹ ruột của Mai. Hai bác hỏi ai? Bà Hà đỡ lời chồng. À, chúng tôi là thầy cô của bé Mai. Người đàn bà với mái tóc hoa râm khẽ khóc lên râm rứt. Bà mời hai người vào nhà rồi vừa rót nhanh hai chén trà vừa bảo. Cảm ơn thầy cô còn nhớ đến nó. Con bé bạc mệnh gặp tai nạn giao thông nên ra đi sớm quá. 6 tháng này còn có mình tôi lủi thủi trong nhà. Bà Hà cùng chồng cả kinh nhìn nhau. Trên bàn thờ có rủ một tấm màn màu đỏ. Bất chợt có cơn gió từ đâu lùa vào, làm tấm màn hất tung lên. Phía sau bát hương còn trơ ra mấy chân nhang lạnh lẽo. Khuôn mặt con bé Mai trong tấm ảnh thờ hình như vừa trừng mắt nhìn ông bà đầy oán niệm. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh về một phần đàn bà rất khổ cực và nhiều chân chuyên, đúng không ạ? Và tiếp nối sẽ là câu chuyện của tác giả Thuận Thiên, cũng lại là một nhân vật người phụ nữ có biết bao nhiêu những đau thương trong chính cuộc hôn nhân của mình. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Lững thững lấy bước mãi mới đi hết một quãng khá dài tính từ chỗ rẽ xuống cầu thang. Lúc cô tách bước xuống phía cuối hành lang của bệnh viện thì từ phía sau một giọng gọi lớn. Này, Tách ơi, chờ anh với nào. Cô Tách bất giác quay lại thì nhận ra đó là Sục. Cô e dè nhòm ngó chung quanh một vòng rồi kéo tay Sục lại sát một bên cánh cửa rồi gắt. Anh, sao anh lại ở đây? Anh mau về đi, đuổi có người nhìn thấy này rắc rối đó. Sục lề mặt đáp. Anh không về, anh cóc sợ. Ôi giời, có ai biết anh là ai đâu. Chỉ có em mới biết anh thôi chứ. Cứ coi như anh là người lạ đi. Mặc anh,
Anh muốn đi lại chỗ nào kệ anh. Nói rồi, Sục Tiến khuôn mặt mình áp sát lại gần má Tích, rồi bất ngờ hôn cô một cái. Tích ngơ ngác vì nụ hôn bất chợt vừa rồi, cô lại gắt lên. Giời ơi, anh làm cái gì vậy? Anh không biết đây là đâu hả? Vô duyên. Sục túm chặt đôi bàn tay nõn nà mịn màng của cô Tích rồi dịu dàng bảo. Thôi, anh lại đi vòng vòng chút đây, em đi đâu thì đi đi, tối anh lại tìm em nhé. Không kịp để cô Tích nói gì cả, Sục liều lĩnh hôn cô một cái nữa rồi chạy vụt đi, dù cho quanh đó chỗ mấy chiếc ghế đá vẫn có mấy người ngồi đấy. Cô Tích đưa bàn tay lên xoa đi tí ươn ướt của nụ hôn mà Sục vừa trao cho cô. Cô quay người lại tiếp tục bước về phía căng tin. Chợt nhớ ra nãy giờ đáng lẽ mình đã trở lại phòng bệnh rồi, nhưng vì gặp Sục nên cô mới chậm trễ thế này, kiểu gì lên cũng bị bà mẹ chồng khó tính hỏi lòng vòng rắc rối. Nghĩ vậy nên cô cố gắng bước thật nhanh, tiến vào quầy bán đồ ăn, mua một suất cháo và một suất cơm, rồi vội vã trở lui. Cô Tích vào đây không phải cô là người nằm bệnh, mà cô vào chỉ với tư cách là một người vợ đi chăm sóc chồng ốm mà thôi. Đúng vậy, chồng cô là Khánh đã nằm bệnh viện hơn một tuần nay do tai nạn giao thông. Rất may là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, tay chân cũng sức sát nhiều chỗ, vì vậy mà phải nằm bệnh viện ít ngày để tiện cho việc điều trị và thuốc thang. Bước vào đến cửa phòng bệnh, cô Tích đang vội vội vàng vàng, thì một giọng nói chua chát cất lên, làm cho cô giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi hai hộp thức ăn đang cầm trên tay. Đi lên chợ tỉnh mua đấy hả? Khiếp, làm ăn cái gì cũng lề ma lề mề, chứ bà đẻ thế là thế nào? Cô mà là bác sĩ thì có khi bệnh nhân chết cứng rồi cô cũng chưa thao tác xong dụng cụ cũng nên. Đúng là người làm sao, quản bao làm vậy. Rồi bà hứ một tiếng, nguyết cô một cái sắc lẹm, quay mặt đi hướng khác. Khánh đang liều liều ngủ trên chiếc giường trong bộ đồ bệnh viện, nghe thấy mẹ gắt vợ nên bất giác tỉnh giấc. Cậu kéo tay mẹ rồi chữa. Dạ thôi mẹ, mẹ đừng nói vợ con nữa, chắc căn tin cũng hơi xa nên cô ấy đi lâu thế thôi ạ. Không sao đâu ạ. Rồi Khánh đưa mắt lên nhìn vợ. Thôi, em để đó đi, lấy cơm cho mẹ ăn đi. Không sao đâu em. Nhưng bà hớn mẹ chồng cô vẫn chưa chịu yên. Như thông lệ, mỗi khi bà ta giận dữ với cô Tích, bà lại lôi chuyện quá khứ ra nói. Tôi đã nói ngay từ cái ngày cô yêu thằng Khánh nhà tôi rồi. Nhà này bố nó mất sớm, xác định bước chân vào đây làm dâu thì phải gánh vác đủ thứ. Lúc đó tôi nhớ là cô dạ dạ vâng vâng hăng hái lắm. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm lẫn lớn khi không tìm hiểu kỹ về cô. Mãi đến khi phát hiện ra thì đã muộn mất rồi. Cô Tích hơi uất ức. Cô bấm bụng chịu đựng, nghiến hai hàm răng thật chặt cho tiếng nấc không bật ra thành tiếng. Trời ơi, ở nhà suốt ngày mắng chửi, nhốt nhẹ còn chưa đủ hay sao? Mà ngay tại cái nơi này còn mang những lời cay độc ấy ra mà nói cơ chứ. Cô Tích kiềm lòng, nói như người nhận lỗi. Dạ vâng thưa mẹ, con cũng còn trẻ người non dạ, có gì thiếu sót mẹ cứ chỉ bảo con với ạ. Bà hớn bĩu môi. Thôi thôi, cô đừng có nói cái kiểu đó với tôi. Trẻ người non dạ, cô biết năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ người non dạ. Tôi nói cho cô biết, tôi lấy bố thằng Khánh từ khi tôi còn chưa đủ 17 tuổi. Cô chưa thấy cái cảnh khổ của làm dâu ngày xưa như bọn tôi đâu. Sáng mai chưa mở đất là phải dậy rồi. Nấu nướng thì hoàn toàn bằng lá cây với rơm ra hết. Hỏa hoạn lắm mới có một nhà khá giả một chút thì mới có củi mà nấu. Rồi còn phải đi gánh nước ở tuốt tận cái giếng ở đầu làng nữa. Sướng như các cô bây giờ đâu mà. Nấu nướng giặt giũ tất tần tật cái gì cũng máy móc hết. Đúng là sướng quá hóa rổ. Thấy mẹ mình hơi có phần quá đáng, Khánh nói như cầu xin. Thôi thôi, mọi người muốn con chết ra đây mới vừa lòng hay sao mà inh ỏi hết cả lên như thế chứ. Khổ quá, đẹp tốt thì bày ra, xấu xa thì chen lại. Sao lại đem cái chuyện gia đình ra cái chốn thiên hạ này mà nói. Khác gì, vạch áo cho người xem lưng. Rồi Khánh đưa tay lên, vỗ vỗ đầu liên tiếp. Cả cô và bà hớn đều lo lắng, lao lại hỏi dồn. Con có làm sao không? Anh à, anh sao vậy ạ? Khánh khẽ khẽ đẩy tay mẹ và vợ ra rồi nói. Không sao. Bà bắt tay lên trán khẽ nhắm mắt lại. Bà hớn thấy thế cũng không nói gì cô Tích nữa.
bà chỉ dùng những ánh mắt khó chịu để tra tấn cô mà thôi. Cậu Khánh quen cô Tích từ khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật. Cả hai cùng tuổi, nhập học cùng một năm, nhưng mãi cho đến gần cuối năm thứ hai thì mới gặp nhau trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ hiến máu nhân đạo. Cô Tích tham gia câu lạc bộ này từ những năm đầu tiên lúc mới nhập học, nhưng Khánh thì mãi đến gần cuối năm mới vào câu lạc bộ này, và hôm đầu tiên cũng là hôm cô tiếp cận và quen nhau từ đó. Cậu Khánh học bên ngành thanh nhạc, còn Tích bên diễn viên múa. Cả hai người kết hợp với nhau trong những lần trường tổ chức giao lưu văn nghệ đều rất ăn ý, và trăm người nhìn vào thì cả trăm người đều khen là một cặp đôi trai tài gái sắc. Qua kỳ nghỉ hè, bước vào đầu năm học thứ ba, Khánh dẫn Tích về ra mắt mẹ mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà Hớn đã không tỏ ra một chút thiện cảm nào với cô con dâu tương lai của mình. Tích dịu dàng lễ phép bao nhiêu thì bà Hớn lại lạnh nhạt hở hứng bấy nhiêu. Bà viện cớ bảo: nhìn người đã toát lên cái nét thiếu thiện cảm rồi. Đã vậy tên gì không đặt, lại đặt cái tên Tích, nghe cứ như người đấm vào tai, đến là khó chịu. Khánh biện hộ: dạ, tên tuổi là do bố mẹ đặt mà, nó cũng chỉ là cái ký hiệu để gọi thôi, chứ có gì đâu mà quan trọng vậy mẹ. Để nói về cái tên ấn tượng này thì phải lùi về quá khứ một chút. Lúc đó thuở thiếu thời, bố của Tích là một người rất ham đọc sách và viết lách. Khi lấy vợ và sinh con, ông đã quyết định chọn một cái tên cho con vừa độc đáo mà vẫn giữ trong cái tên đó đam mê của mình. Sau bao nhiêu trăn trở, ông nảy ra một cái tên để đặt cho con, đó là tên Tích. Khi đó vợ ông thắc mắc và phản bác lại ý định này, nhưng ông giải thích rằng: tôi mà đặt tên con là thơ hoặc văn hoặc là thi ca gì đó thì nó bình thường quá. Em có biết tại sao tôi lại đặt con tên là Tích không? Vì là trong tiếng Anh ngữ thì Tích có nghĩa là con chữ. Ai thâm thúy thì sẽ hiểu được dụng ý của anh. Đó chính là nguồn gốc của cái tên mà hiện tại Tích đang mang. Sau khi phân tích một hồi cho mẹ mình hiểu, nhưng bà Hớn vẫn tỏ ý không đồng tình. Mặt bà vẫn nặng chỉnh chịch khi nghe con trai mình nói ý định tiếp tục yêu Tích. Có lẽ sức mạnh tình yêu vẫn chiến thắng tất cả. Nó phá băng mọi giới hạn và sự cản trở. Do đó mà sau những lần trăn trở đắn đo, Tích vẫn quyết tâm lập gia đình với Khánh khi nhận xong bằng tốt nghiệp. Về phần gia đình Tích, bố mẹ cô vẫn đang còn cả. Nhưng ông bà không có phản đối hay chút ý kiến gì khi con gái mình về báo sắp lấy chồng. Ông bà quan điểm rõ ràng rằng con gái lớn thì phải lấy chồng, đó là lẽ tự nhiên từ ngàn đời nay. Còn lấy ở đâu, lấy ai thì đó là cái duyên số mà ông trời đã sắp định sẵn, không thể cưỡng cầu điều ấy. Dù có những suy nghĩ phóng khoáng đó, nhưng đến ngày gặp mặt gia đình con rể, ông bà cũng hơi thấy buồn lòng vì thái độ và những lời nói thiếu thiện cảm của bà Hớn thông ra với gia đình mình. Ông bà bảo: dạ thưa thế này ạ, cháu Tích nhà tôi mang tiếng là học xong bậc đại học rồi, cơ mà tính cháu nó còn vụng dại lắm. Về làm dâu nhà mình, có gì còn thiếu sót bà cứ chỉ bảo cho cháu nó được biết ạ. Bà Hớn khinh khỉnh đáp: cái đó ông bà khỏi lo, các cụ ngày xưa nói rồi, lấy chồng phải theo thói nhà chồng. Con Tích nó về nhà tôi làm dâu, tôi sẽ chỉ bảo đến nơi đến chốn cho nó hết cái tính vụng dại đó đi. Về nhà tôi là không có chuyện lung tung trời đất được. Bố mẹ Tích cũng chỉ biết im lặng trước câu nói khó lọt tai của bà thông gia. Ông bà chỉ có một nỗi lo lắng là mình thì họa hoạn lắm mới gặp mặt bà thông gia một lần. Nhưng con gái mình về làm dâu, ngày ngày đối mặt ra gặp vào gặp, liệu rằng nó sẽ chịu đựng như thế nào được đây? Rồi sự lo lắng đó cứ thường trực trong lòng ông bà suốt mấy năm nay. Nhưng ông bà cũng cảm thấy mừng thầm trong bụng là đã mấy năm rồi nhưng con gái mình vẫn chưa gặp phải cái cớ sự gì. Nhà ông bà và nhà bà thông gia, nơi cô Tích đang làm dâu, cách nhau đến hơn 100 cây số. Dù xe cộ đi lại cũng nhiều, nhưng do cũng bận bịu công việc nên thành thực ra rất ít lần ông bà có thời gian lên thăm con. Còn về phần cô Tích lại càng không có thời gian về thăm bố mẹ. Bên cạnh đống công việc không tên bùa vây, mỗi khi từ công ty trở về thì với độ khó tính xét nét của bà mẹ chồng cô, cũng không thể đường đường chính chính mà về nhà mẹ đẻ thường xuyên được. Từ khi lấy chồng,
Sau bao lần nộp hồ sơ xin vào các vũ đoàn để được làm việc theo đúng chuyên ngành múa của mình nhưng không được, Tech chán nản không nộp hồ sơ xin việc nữa mà xin vào một công ty may ở gần nhà làm cho tiện đôi bè, vừa có thêm thu nhập lại vừa gần gia đình. Về phần Khánh, hiện tại cậu cũng làm trái ngành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khánh xin vào công trường làm phụ hồ. Sau nhiều năm học hỏi, dần dần cậu lên thở và giờ đây đã là một chủ thầu nho nhỏ. Khánh luôn luôn là người khó xử nhất khi trong gia đình xảy ra xích mích giữa mẹ và vợ. Biết bênh vực cho ai cho phải đây. Vì thế mà mỗi lần có cái cò hay xích mích gì là Khánh luôn chọn cách im lặng hoặc bỏ ra ngoài một lúc rồi về. Chẳng hạn như có một lần, Khánh vừa ở công trường về thì thấy mẹ mình đang mắng vợ. Công ty cái quái gì mà làm đến tận tối mịt mới về là thế nào? Hay là làm xong lại tụ tập ngồi lê đôi mách có phải không? Cứ liệu cái thần hồn đấy. Bà hớn dứt lời thì Tách cự lại. Đâu có đâu mẹ, công ty hôm nay nhiều hàng nên con về hơi muộn một xíu ạ. Làm gì có ngồi buôn chuyện buôn trò gì đâu ạ. Khánh nép bên ngoài cửa, vô tình nghe thấy không cần suy nghĩ. Khánh quay thẳng ra ngoài xe và đến một quán cà phê, ngồi đến mãi gần khuya mới trở về nhà. Tính ra thì chỉ có giải pháp như thế là hợp lý nhất thôi. Nếu vào nhà thì biết bênh vực cho ai. Trong cái cỏ, ai ai cũng sẽ cho mình là đúng. Huống gì đó là vợ và mẹ mình thì lại càng khó xử. Há miệng thì mắc quai. Vì vậy mà tốt nhất là đi đâu đó khuất mắt đi một lúc là hơn cả. Thời gian thấm thoát cũng mấy năm trôi qua rồi. Chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình thì cứ xảy ra đều đặn như cơm bữa. Dĩ nhiên thì những điều vô lý phần lớn đều xuất phát từ bà mẹ chồng quái tính. Nhưng Tách lúc nào cũng đành ngậm ngùi nhận phần sai về mình. Vì đơn giản một lẽ rất thường tình, cô là phận làm dâu. Khánh nhiều lúc nghĩ cũng thương cho người vợ của mình, nhưng đành bất lực vì không thể nào mang người sinh thành ra mình để chỉ trích trách móc được. Nhất là bà hớn thì thoảng lại gieo vào tai cậu những câu đại loại như những lời cảnh báo. Con cứ liệu mà sống. Mẹ thì mẹ nói một điều tất lẽ là không còn vợ này thì con có thể lấy vợ khác, chứ mẹ đẻ ra mình thì chỉ có một thôi đó. Hoặc như mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, nuôi nấng con khôn lớn đến ngày hôm nay, tất cả chỉ mong về già được chút an ủi tình thương từ con cái. Gia đình này lại chỉ có mỗi một mình con thôi, vì vậy sống làm sao đừng để cho mẹ buồn lòng là mẹ vui lắm rồi. Khánh đau đầu nhức óc với những loạt lời nói rào trước đón sau của bà mẹ mình. Nhìn người vợ thì cứ hùng hục đi làm suốt ngày đã khổ, về đến nhà lại chịu mọi lời trách móc, mắng nhiếc, nên Khánh ít nhiều cũng thấy bối rối trong tâm lắm. Cách đây hơn một tuần về trước, lúc lái xe qua con hẻm để chuẩn bị cua về nhà, do lách qua một chiếc ô tô tải chở hàng nên Khánh bị ngã xuống đường một cú rất mạnh. Cũng may không ảnh hưởng gì quá nguy hiểm. Lúc đó cậu lấy máy gọi điện cho Tích báo là bị ngã xe. Tích vừa đi làm về đến nhà, bà hớn thì đi bộ thể dục chưa về. Tích đang kho dở nồi cá, vội vàng tắt lửa lao nhanh ra chỗ chồng bị nạn rồi đưa vào bệnh viện. Hơn một tiếng sau mới thấy bà hớn hấp tấp chạy vào. Bà khóc lóc lao lại giường Khánh đang nằm rồi quay sang nhìn Tích gắt. Đấy, cô sướng chưa? Chồng cô lo làm ăn vất vả, tôi đen tối mò còn chưa được về nhà nên mới xảy ra cái cớ sự như thế này đây. Vợ thì cứ tưởng chồng sướng lắm, tưởng kiếm một tháng được vài ba triệu bạc là to tát lắm hả? Tích ứa nước mắt cay đắng vì lời trách móc vô lý của mẹ chồng mình. Cô cũng quần quật suốt ngày chứ có sung sướng gì cho can. Hơn nữa chồng cô không may đi đường do bất cẩn nên bị ngã, chứ tại sao lại dồn hết trách nhiệm lên đầu cô là thế nào cơ chứ? Tích thút thít chừng mấy giây sau rồi mới đáp lại. Thưa mẹ, chồng con bị như vậy con cũng xót lắm chứ ạ. Chẳng may anh gặp chút bất cẩn nên bị như thế, sao mẹ lại đổ cho con hả mẹ? Rồi cô đưa tay lên, bịt chặt miệng, rấm rứt khóc. Những giọt nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên má. Bà hớn vẫn không chịu buông tha. Bà nhìn Khánh rồi với khuôn mặt giận dữ, bà nhìn sang Tích đầy nghiến. Ôi giời ơi, nhà tôi bạc phúc mất rồi. Ai đợi con dâu mà mẹ chồng nói câu nào là cái đôm đốp cậu ấy như thế này kia chứ. Rồi bà kể lể như cho Khánh mùi lòng. Số tôi đúng là số vất vả mà. Chồng thì chết trẻ, ở vậy nuôi con khôn lớn. Đi học đi hành đàng hoàng, dựng vợ cho con mong được nhờ cậy chút ít từ con dâu. Ôi giời ơi mà dâu với tầm thế này đây.
Cứ thế bà ta gào lên rất to. Nếu ai tình cờ đi ngang qua sẽ hiểu nhầm là phòng này bệnh nhân bị làm sao mà người nhà khóc lóc kêu van lớn như thế. Thấy hành động thái quá của mẹ mình, Khánh đang đau nhức khắp người nhưng cũng cố gắng nhăn mặt nói cho xong chuyện. Thôi mà mẹ, mẹ đừng khóc lóc như thế nữa. Người ta đi qua lại hiểu nhầm là con bị làm sao. Và cậu đánh mắt về phía Tích khẽ gật đầu cảm thông rồi nói như an ủi mẹ mình. Tích à, mẹ nói vậy cũng không sai đâu. Mẹ cũng chỉ là lo cho anh, cho em thôi. Em xin lỗi mẹ tiếng đi em. Tích thấy vô lý lắm, nhưng vì chồng nói nên cô cũng làm theo, dù không cam lòng một tí chút nào cả. Hôm nay đã là ngày thứ 8 Khánh nằm trong bệnh viện rồi. Đáng ra nếu chỉ sức sát nhẹ nhẹ thì nằm một vài hôm là có thể về điều trị tại nhà cũng được. Nhưng do lúc ngã xuống đường, phần khuỷu tay trái của Khánh không biết đâm phải cái gì nên bị sâu một lỗ, máu ra nhiều. Và sau khi khâu vá xong, bác sĩ khuyên là nên điều trị tại đây để tiện thăm khám, thường ngày tránh cái tình trạng xấu, và vết khâu bị nhiễm khuẩn sẽ khó xử lý hơn. Do vậy mà chắc có lẽ phải nằm ít nhất chục ngày. Hôm nay vết khâu đó đã khô, mấy vết xước sát ở trên tay cũng đã bong hết rồi, chỉ còn chờ vài hôm nữa khỏi hẳn là có thể ra viện được. Trời mỗi lúc một tối hơn, hộp cơm và hộp cháo Tích mua hồi nãy vẫn được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở phía đầu giường. Mấy hôm chồng nằm viện, Tích phải nghỉ làm ở công ty để chăm sóc cho chồng. Trong bệnh viện người mùi thuốc rồi đủ các loại mùi nên Tích cũng không ăn uống được là mấy. Mới hơn một tuần thôi mà Tích gầy xoạp hẳn đi, hai mắt trũng sâu, hốc hác. Khánh chợp mắt một lúc, khi thức dậy thì nhìn ra ngoài đã thấy tối trời rồi. Dù không muốn ăn uống gì nhưng Khánh cũng cố ngồi dậy ăn một vài miếng để lót dạ uống thuốc. Khánh lôi hộp cơm ra cùng chiếc thìa nhựa rồi đưa bằng hai tay về phía bà Hớn kính cẩn nói. Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ mời cơm đi ạ. Bà Hớn đón lấy ngay, thực tình thì bà đói bụng lắm rồi. Mấy lần lúc con trai ngủ, bà định lại lấy cơm ăn, nhưng vì có mặt Tích ở đó nên bà có nhịn, kẻo lại sợ cái uy của mình bị giảm sút. Vừa đỡ hộp cơm từ tay Khánh, bà vừa nói. Con cũng ăn đi vài miếng cháo mà lấy sức uống thuốc con ạ. Mấy hôm nay con ăn uống kém quá, nòng người gầy nhom đi mất rồi. Khánh nói vâng, rồi vừa lôi hộp cháo trong bọc ra, vừa nhìn vợ hỏi. Em lại không ăn uống gì hả em? Chết mất thôi, hôm nào em cũng bỏ bữa thế này thì không khéo anh xuất viện, lại đến em nhập viện mất. Tay mở nắp hộp cháo, miệng cậu tiếp. Em lại đi ăn chung với anh vài miếng đi, mình anh ăn cũng không hết được. Đang mệt mỏi, tức tối với bà Hớn, giờ nghe được mấy lời yêu thương của chồng mình làm Tích cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hẳn lên. Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi, nói dạ một tiếng và bước về phía giường. Nhưng vừa được vài bước thì giọng bà Hớn lại cất lên như cắt ngang cái sợi dây cảm xúc đang dạt dào của cô. Ôi giời, thôi, vẽ việc. Đói thì xuống mà mua lấy một hộp nữa lên mà ăn. Có một hộp cháo bằng cái mắt mũi thế kia mà hai người ăn thì ai ăn ai đừng. Nghe chồng nó nói thế mà tưởng thật à? Vợ với con cha có ý tứ cái gì cả? Thật là chán chả buồn nói. Rồi bà tiện mồm ví von. Thật các cụ xưa người ta nói cấm có sai tí nào cả. Trai nuôi vợ ốm thì gầy mòn, gái nuôi chồng ốm thì béo tròn cối xay. Chả tâm lý cái gì cả. Chào ôi, sự ê trẻ dâng lên đến đỉnh điểm. Tích có phải là con người phàm ăn tục uống đâu mà bà lại ví von một câu chói tai như vậy. Chẳng qua Tích muốn gần gũi với chồng một tí thôi, chứ có gì đâu mà nỡ nặng lời với cô. Bà Hớn vừa dứt lời thì Tích tủi thân ôm miệng khóc rồi lao ra phía ngoài. Ở cái thời hiện đại này, tại sao vẫn còn tồn tại những bà mẹ chồng khó tính đến mức quái đản như vậy chứ? Chẳng may số phận cô lại gặp chúng. Đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, Tích mới sực nhớ về ngày xưa khi còn ở nhà với mẹ mình. Có rất nhiều lần bà đã xa gần nói với cô. Phận gái 12 bến nước, chồng nhờ đục chịu, điều đó là một quy luật ngàn đời. Dù là thời xưa hay thời nay thì nó vẫn luôn luôn đúng. Tích kỳ đó chỉ cười xòe xòa rồi nói tránh sang chuyện khác. Cô khi ấy vẫn tin rằng ở thế kỷ 21 này rồi, làm gì còn xảy ra cái vấn đề muôn thuở. Thật thà cũng thể lái trâu,
thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Chẳng ngờ chính điều đó lại vận vào bản thân Tách, nên giờ đây mới chua xót, mới cay đắng như thế này đây. Đưa bàn tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, Tách thút thít vài cái để thở dài thườn thượt, tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Chợt từ đâu một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, làm cô thoáng giật mình. Rồi bàn tay ấy men từ cổ xuống đến trước bầu ngực mềm mại của cô và dừng lại. Tách quay mắt lại phía sau nhìn, chưa kịp cất lời thì một giọng nói ấm áp thiện cảm vang lên bên tai cô. Em làm sao thế? Sao lại ra đây đứng một mình thế này? Thì ra đó lại là Sục. Khác với thái độ lúc chiều khi gặp Sục ở hành lang tầng dưới, giờ đây Tách không còn gắt gỏng với Sục nữa. Trái lại, Tách cũng vòng tay ôm đáp trả, rồi gục đầu trước ngực Sục mà khóc đấm rức. Bao nhiêu sầu khổ tủi hờn được xua tan hết nhờ cái ôm như tiếp thêm nguồn sống cho Tách. Sục thấy mình thật hạnh phúc biết bao nhiêu, tốn không ít công sức theo đuổi Tách. Sau bao nhiêu lần từ chối thẳng thừng cùng với sự lạnh nhạt, hờ hững, thì hôm nay một cái ôm của Tách đã chứng minh cho việc cô đã chính thức gục ngã trước sự đeo đuổi dai dẳng của mình. Sục là một thanh niên trạc tuổi như Tách và Khánh. Cậu làm công ty may và là chuyển trưởng trong dây chuyền mà Tách đang làm. Tính ra Sục theo đuổi công ty may này cũng được một thời gian khá dài rồi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, có những thời điểm lương thưởng chậm trễ, thất nghiệp vì nguồn hàng sản xuất ta không tiêu thụ được. Nhưng Sục vẫn quyết tâm bám trụ ở lại. Trời không phụ lòng người kiên trì. Cuối cùng, Sục đã được lên chuyển trưởng và tới đây chuẩn bị có tên trong danh sách để bạt lên quản lý. Tính ra việc của Sục ở công ty khá nhàn mà thu nhập lại ổn. Mỗi ngày Sục chỉ đến công ty cho có mặt thôi, và phần chính là điểm danh các công nhân trong dây chuyền và chỉ đạo sát sao đến tiến độ của chuyện. Cách đây khá lâu rồi, ngay cái ngày đầu tiên khi Tách chân ướt chân ráo đến công ty xin việc, sau buổi phỏng vấn đạt kết quả, Tách được điều động vào dây chuyền của Sục làm. Ngày đầu tiên sau buổi làm, cả chuyện tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón người mới. Bữa đó cũng là cái ngày mà trái tim cứng rắn của Sục lần đầu tiên gục ngã trước một người con gái. Chớ trêu thay, người đó lại chính là Tách, cô gái đã có chồng rồi. Sục lại nâng ly chúc mừng rồi hỏi han thân mật. Tách năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dù nhìn khuôn mặt đoán rằng Sục giỏi lắm chỉ chạc tuổi mình hoặc thậm chí là kém hơn, nhưng với thái độ lễ phép, Tách vẫn gọi Sục là anh xưng em. Cô đáp. Dạ, em sinh năm 86, tuổi Dần, Bính Dần ạ. Rồi Tách tiếp. Anh Sục chắc cũng cỡ tuổi như em ấy nhỉ? Sục lại cùng ly với Tách thêm một lần nữa, rồi cười vui vẻ đáp. Ôi, Tách ngà bằng tuổi mình cũng sinh năm 86 đây. Thế là dây chuyền mình tính cả Sục là có đến 4 con hổ đấy nhá. Tách ngơ ngác nhìn một lượt mấy người quanh mâm. Sục hào hứng giới thiệu. Kìa kìa, anh cũng sinh 86 bằng tuổi Tách đấy. Còn con bé Nhi kia thì cũng hổ, nhưng nó là con hổ nhỏ. Nó sinh năm 1998. Sục giới thiệu đến ai thì Tách nhìn theo hướng người đó rồi gật đầu niềm nở cười để thay cho lời làm quen. Kết thúc buổi tiệc nhỏ hôm đó, Sục ngỏ ý muốn đưa Tách về, nhưng bị Tách dội một gáo nước lạnh. Dạ, em cảm ơn ạ. Cơ mà chồng em đang chờ bên ngoài rồi. Nói xong, Tách chào một lượt tất cả mọi người rồi dạo bước về phía ngoài cửa, nơi có Khánh, chồng cô đang đứng đợi sẵn để đưa cô về. Dù đã được giới thiệu là có chồng rồi, Sục biết điều đó chứ. Đẹp như Tách mà năm nay lại ngoài 30 rồi thì có chồng là chuyện đương nhiên thôi. Tuy nhiên biết là biết vậy, nhưng lời từ chối vừa rồi của Tách cũng ít nhiều khiến cho Sục cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cứ ngơ ngác nhìn theo cái bóng dáng Tách cứ xa dần, cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa, Sục mới trở về trạng thái bình thường và sửa soạn chuẩn bị ra về. Về đến nhà đã khuya khoắt lắm rồi mà Sục vẫn không sao chợp mắt được, cộng thêm với có chút hơi men trong người làm cho Sục suy nghĩ hơi có phần mạo hiểm đến mức lệch lạc. Cậu hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi Tách đến cùng, dù biết rõ mười mươi là Tách là hoa đã có chủ. Sục không tin phụ nữ lại có thể cứng rắn khi có một người cứ giải công theo đuổi hoài mà không siêu lòng. Ngay từ khi còn nhỏ, Sục đã có một tính cách rất khác thường, là thích cái gì là phải làm cho kỳ được, dù cho điều đó nó có mơ hồ hoặc phi lý đi chăng nữa. Việc ở lại bám trụ công ty là một ví dụ điển hình cho điều đó.
Nghĩ đến đây, Sục bỗng dưng thấy trong lòng tràn ngập lên bao nhiêu hy vọng. Sục mường tượng trong đầu một viễn cảnh. Rồi đây, Tích sẽ ngày ngày nằm trong vòng tay của cậu, cùng nhau trao gửi bao lời yêu ngọt ngào và sớt chia niềm hạnh phúc. Sục chỉ ước có vậy thôi thì cuộc sống đã mãn nguyện lắm rồi. Nói chung về căn bản thì cũng không trách Sục được, chỉ ai yêu vào thì mới hiểu cho nỗi lòng của Sục hiện tại mà thôi. Một khi đã gọi là tình yêu thì không có một giới hạn hay một chướng vật nào có thể ngăn cản được hết. Dù cho người mình yêu đã có chồng hay thậm chí có con rồi thì yêu cũng vẫn cứ yêu. Chắc có lẽ cái điều khó giải thích này nó đã xuất hiện từ ngàn xưa rồi. Vì vậy mà lớp người thiên cổ mới để lại cho hậu thế một kinh nghiệm là yêu nhau, tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tứ cửu thập lục đèo cũng qua. Sục cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, hòa mình vào cái suy nghĩ ấy rồi tự mỉm cười một mình. Một lát sau thì chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng sớm hôm sau, Sục tỉnh giấc khi chiếc đồng hồ trên đầu giường còn đến hơn 5 phút nữa mới đổ chuông báo thức. Sục vươn vai lắc mạnh người để xua đi cái uể oải của buổi sáng mai. Ngồi thất thần một lúc, Sục đưa tay lên trước miệng, khẽ thở nhẹ và nhận thấy hơi men vẫn còn đọng lại trong hơi thở. Nhớ về những chuyện và suy nghĩ xảy ra buổi tối ngày hôm qua, cậu khẽ mỉm cười nhẹ một cái rồi đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm ngoài cánh cửa sổ bên cạnh giường. Sục vẫn hoàn toàn giữ nguyên suy nghĩ của đêm qua, nghĩa là cậu vẫn sẽ quyết theo đuổi Tích đến cùng. Sục đến công ty khi giờ làm chưa bắt đầu, nhưng đã thấy Tích đến rồi. Với giọng điệu đầy quan tâm, Sục hỏi: Tích đi sớm thế, Tích Nga ăn sáng chưa? Xuống canteen ăn sáng với tôi không? Tôi mời. Tích cười mỉm đáp lại: Cảm ơn anh, tôi ăn rồi. Buổi sáng tôi có dậy nấu mì cho chồng tôi ăn để đi làm sớm, tiện thể tôi cũng ăn luôn rồi. Bắt lấy câu trả lời của Tích, Sục hỏi như dò la thông tin: Thế à, tiếc quá nhở, đang định mời Tích đi ăn cùng cho vui. À, chồng Tích làm nghề gì, ở đâu? Anh ấy đi làm sớm vậy cơ à? Tích vô tư đáp: Vâng, anh ấy làm chủ thầu anh ạ. Nhỏ thôi, dạng thầu mấy công trình gia đình ấy mà. Cơ mà hôm nào cũng phải đi sớm một chút, đến để xem thợ thuyền rồi vật liệu vật liếc nữa, thành ra tôi cũng phải dậy sớm. Dứt lời, Tích cười tươi vui vẻ. Sục cũng cường cười đáp trả. Rồi như để xóa nhòa dần cái khoảng cách, Sục nhìn Tích rồi mạnh dạn nói: Mà này, Tích với tôi cùng tuổi mà, sao mà cứ gọi tôi bằng anh mãi thế? Chả lẽ tôi già lắm mà? Mình cứ xưng tên đi cho tiện. Mà chính tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào, vì xưng anh là tôi cứ cảm thấy mình như già lắm rồi ấy. Qua lời nói, Tích nhận thấy Sục là một người hòa đồng và phóng khoáng. Nhưng vì mình là con gái và hơn nữa tính ra thì Sục là truyền trưởng trong dây chuyền, nên Tích chỉ cười trừ và quyết định vẫn gọi anh xưng tôi. Trò chuyện qua lại một lúc lâu thì đến giờ vào làm. Ý đồ hôm nay mời Tích cùng đi ăn sáng đã thất bại, nên Sục cũng bỏ bữa sáng luôn, không ăn nữa. Tích làm bên khâu đục lỗ khuyết cho những chiếc áo. Đây là công việc cũng khá đơn giản, nhưng đòi hỏi độ tỉ mỉ tương đối cao. Hôm ấy, khi gần đến giờ cơm trưa, Tích đang khoét nốt cái cuối cùng để chuẩn bị nghỉ vì vừa có kẻng vang lên. Đột nhiên, cô á lên một tiếng rồi buông cái kéo xuống bàn, nắm chặt lấy ngón tay đang rỉ máu. Mấy người nghe thấy tiếng Tích đột ngột á lên thì quay ngoắt lại và nhận ra Tích bị đứt tay. Chưa ai kịp làm gì thì cách đó một đoạn, Sục lao tới nắm lấy tay Tích rồi lo lắng hỏi dồn: Tích bị sao vậy? Có sao không? Trời ơi, máu me tùm lum thế này. Rồi Sục gọi: Châu ơi, mang giùm anh cái hộp thuốc sát trùng với cuộn băng gạc trong hộc tủ lại đây anh với. Con bé Châu vâng một tiếng rồi vài giây sau đã mang lại những thứ Sục vừa yêu cầu. Sục dịu dàng bảo Tích: Tích nhấc ngón tay ra đi, để Sục sát trùng rồi băng lại cho. Tích hơi ngại ngùng, nhưng vì Sục dục liên tục nên cô đành miễn cưỡng làm theo. Sục bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận, mọi hành động của cậu đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Xong xuôi, Sục nói: Được rồi, hết chảy máu rồi Tích à, Tích ngồi nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm. Sục mang cuộn băng gạc và chai thuốc cất về vị trí cũ, rồi đi ngang qua nắm tay Tích kéo cô đứng lên, miệng nói: Tích thấy đỡ đau chưa? Thôi, xuống ăn cơm đã nào. Tích hơi đỏ mặt khi Sục nắm tay mình, nhưng không hiểu sao cô lại cứ giữ nguyên như vậy không giật ra. Xuống đến phòng ăn,
Sục kéo ghế cho Tích ngồi xuống rồi cậu ngồi ngay bên cạnh. Sục lật cái bát đang úp trước mặt Tích, rồi bới cơm, tiện tay gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào, đưa về phía Tích rồi nói. Tích ăn đi, tay đầu có bê được bát không đó? Tích ngớ người mất vài giây vì sự quan tâm ân cần của Sục. Mãi một lúc sau mới giật mình đáp. Không sao đâu. Tôi bê được mà. Chỉ là đứt tay ấy mà. Một lát nữa máu ngưng rỉ là có thể gỡ băng được rồi. Tôi không sao. Không sao đâu. Sục gật đầu rồi cậu cũng bới cho mình một bát cơm và gắp thức ăn ăn ngon lành. Thì thoảng liếc mắt sang phía Tích, thấy thức ăn vơi, cậu lại liền lập tức gắp vào cho cô. Làm Tích cũng hơi e ngại với mấy anh chị em đang ngồi ăn ở xung quanh. Sau giờ cơm, mỗi người được gần một tiếng nghỉ trưa trước khi vào làm buổi chiều. Lúc Tích chuẩn bị bước vào nghỉ thì Sục gọi. Tích! Tích ơi! Tích quay lại thì nhận ra người gọi mình là Sục. Cô hỏi. Dạ, anh gọi tôi à? Có việc gì không anh? Sục cười ngượng gãi đầu rồi đáp. Giờ Tích ngủ chưa à? Tôi tưởng Tích không ngủ thì xuống canteen uống nước, nói chuyện tí cho vui. Tích lại hỏi lại. Thế anh không nghỉ trưa một lát hả? Không, tôi không quen ngủ trưa. Bình thường giờ trưa tôi toàn tìm chỗ ngồi cà phê hoặc lướt điện thoại cho giết thời gian. Chưa có ngủ bao giờ đâu. Tích cười hì hì rồi gật đầu đồng ý. Suốt đoạn đường từ đó xuống canteen, hai người trò chuyện vui vẻ và có vẻ thân mật lắm. Mãi đến lúc bước chân lại chỗ bàn, chuẩn bị ngồi xuống, thì cả hai người mới chợt nhận ra không biết mình đã nắm tay nhau từ hồi nào rồi. Tích ngượng ngùng đút tay ra khỏi bàn tay Sục rồi nói lái sang chuyện khác. Anh ngồi đi. Anh uống gì? Sục đang lâng lâng vì cái nắm tay Tích vừa rồi như chuyển đến trái tim Sục một sự ấm áp đến lạ thường. Đến nay đã hơn 30 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ Sục có cái cảm xúc rào rạt trước một người khác giới đến lạ kỳ như thế này. Sục ngồi xuống, kéo tờ menu ở bàn bên cạnh đưa sang cho Tích, rồi cả hai cùng trò chuyện qua lại, cho tới khi sát giờ làm buổi chiều mới thôi. Kể từ sau ngày hôm đó, Sục tấn công Tích càng mạnh hơn. Ngoài những giờ làm ra, hở một chút thời gian nào là Sục tìm cớ tiếp cận với Tích ngay. Là một người phụ nữ nên độ nhạy cảm tương đối cao, Tích đã dễ dàng nhận ra Sục có ý với mình. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Tích cũng phải chấp nhận một sự thật là mình cũng có chút cảm tình với Sục. Tích luôn luôn dặn lòng rằng phải nên nhớ là mình đã có chồng rồi. Đó là Khánh, và anh ấy cũng thương yêu mình rất nhiều, không được làm gì có lỗi với chồng. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tình yêu thì ai mà ngăn cản được sức mạnh của nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó là điều dễ hiểu, và dù cho có cố gắng cưỡng cầu cũng không thể nào được. Đến hôm nay thì giới hạn chịu đựng cuối cùng đã bị phá vỡ rồi. Khi mà suốt thời gian dài vừa qua, Tích đã bao lần đề cập với Sục về việc cô đã có gia đình. Sục nên đi tìm một hạnh phúc khác để cho tương lai về sau. Nhưng Sục bỏ ngoài tai hết tất cả điều đó. Cậu bảo, anh không thể sống thiếu em được đâu. Nếu vắng em thì tương lai còn có ý nghĩa gì với anh nữa đâu chứ. Sau những câu nói đầy ân tình đại loại như vậy, Tích lại mùi lòng và tiếp tục giữ mối quan hệ dở dở ương ương ấy. Có lẽ cái ôm thắm thiết vừa rồi đã minh chứng cho một điều rằng mối quan hệ này đã chính thức chứ không còn dở dở ương ương nữa. Sục vui mừng lắm, cậu lau đi dòng lệ đang chảy trên gò má Tích rồi tỉ tê. Em đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi. Có chuyện gì em cứ nói với anh. Nói đi em, nói cho nhẹ lòng đi, anh luôn sẵn sàng để nghe em tâm sự. Tích lại ôm Sục chặt hơn, khóc lớn hơn rồi nói trong dòng lệ. Em khổ quá anh ơi, số em sao mà vất vả quá chừng đi. Sao không ai chịu hiểu, chịu cảm thông cho em chứ. Em chán lắm anh ơi. Cứ thế, Tích cứ khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn vậy. Sục vỗ vỗ vai Tích và an ủi. Được rồi, anh hiểu mà. Anh thương em lắm Tích à. Em biết không, chuyện gia đình em anh biết hết chứ. Cứ nghĩ đến cái cảnh em phải chịu sự chỉ trích đầy nghiến của mẹ chồng là anh xót lắm. Dứt câu, giọng Sục như lạc hẳn đi, vì trong phút giây xúc động cậu cũng đã òa khóc. Tình cảm mà cậu dành cho Tích là thật lòng, là chân thành, chứ hoàn toàn không đến từ một sự so đo hay lợi dụng gì cả.
Sự theo đuổi dai dẳng đã chứng minh tất cả. Tình yêu mà Sục dành cho Tech nó lớn lao đến nhường nào. Trong đầu Tech giờ đây rối rắm như tơ vò. Lấy Khánh mấy năm rồi, nhưng hai vợ chồng vẫn đang kế hoạch chưa sinh nở, mà bảo nhau làm kinh tế thêm 1-2 năm nữa, rồi mới tính đường con cái. Quanh năm suốt tháng lao động quần quật, hết kiếm tiền nơi công ty, lại vùi đầu đến chuyện nhà cửa, nội trợ. Vậy mà đáp lại sự vất vả tất bật ấy chỉ là sự nhiếc móc vô ơn của bà mẹ chồng. Còn Khánh thì dù biết mẹ sai nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đôi lúc Tách cũng bực bội với người chồng hiền giả hóa ngu của mình lắm. Nhưng bù lại Khánh cũng là người tốt tính, không phải vì mẹ mà bỏ vợ hay mắng nhiếc vợ. Giờ cô phải làm sao? Một bên là người chồng đã cưới xin đàng hoàng, nhưng nếu tiếp tục thì còn phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu dai dẳng. Còn một bên là nhân tình vụng trộm, nhưng yêu thương và lo lắng cho mình từng nhất cử nhất động, có thể nói là sẵn sàng vì mình mà làm tất cả mọi thứ. Tách cảm thấy bế tắc vô cùng, cô lại khóc to hơn. Những dòng lệ ùa ra nơi khóe mi như mang theo bao day dứt của một người con gái xinh đẹp nết na. Đúng là hồng nhan đa chân. Sục liên tục động viên Tách bằng những lời lẽ chân thành từ tận đáy lòng mình. Cậu cũng khóc nhiều lắm, nhưng cô nén lại trong lòng không bật ra thành tiếng, mà chỉ bặm chặt môi cho hai hàng nước mắt cứ mặc nhiên trào ra. Hành lang lúc này vắng tanh, ánh điện trong mấy phòng bệnh thì vẫn sáng, nhưng người qua lại không có một ai cả, chỉ còn lại đôi nhân tình và những ánh sao trên bầu trời đêm mà thôi. Trong phòng bệnh, Khánh ăn hết phần nửa hộp cháo. Cậu đậy nắp lại rồi đặt lại vị trí cũ hồi nãy, tiện tay với bọc thuốc đang máng trên cái móc treo gần đấy. Lấy thuốc xong cầm trên tay, đang chuẩn bị mở chai nước để uống thuốc, thì Khánh nhận ra chai nước đã hết rồi, còn lại một chút ít nơi đáy. Bà Hớn ăn xong rồi, đang bắt chân lên ghế, đưa đẩy cây tam tre qua lại trong miệng. Thấy vậy liền bảo, để mẹ xuống mua chai nước khác nhé. Khánh chưa nói gì thì bà tiếp, cái con dời đánh kia đi đâu mà đi một cái rồi mất hút luôn thế không biết. Mạng tiếng đi chăm sóc chồng bệnh mà cứ lượn suốt ngày như bươm bướm ấy, chứ có làm được cái việc quái gì đâu. Nói rồi bà định đứng lên thì Khánh ngăn lại. Thôi ạ, mẹ ngồi nghỉ đi, để con xuống con mua cho. Bà Hớn lo lắng nói, ấy sao mà được con, con cứ nằm nghỉ ngơi đi, mẹ đi vèo một cái là xong ấy mà. Khánh cười ra điều cho mẹ yên tâm. Cậu tiếp, ôi giời, con có làm sao đâu ạ. Con đi lại bình thường rồi, chân con không còn đau nữa. Mẹ để con đi cho, tiện thể con hóng gió một chút cho khuây khỏa. Nằm liên tù tì mấy ngày liền cũng khó chịu lắm ạ. Bà Hớn miễn cưỡng hỏi thêm, nhưng có được không đó con? Khánh gật đầu rồi lững thững bước đi. Cái chân bên trái hôm bữa bị va mạnh xuống đường lúc ngã, dù bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì đến xương cốt bên trong, chỉ bị đau một thời gian sẽ khỏi, nhưng Khánh vẫn thấy hôm nay còn đau. Vì vậy mà những bước đi chưa được tự nhiên lắm, vẫn còn hơi tập tễnh. Còn cái vỏ hộp cơm và vỏ chai nước trên tay để tiện thể bỏ luôn vào thùng rác, Khánh bước chậm chạp rồi nhìn ngó chung quanh vẻ rất tự nhiên. Nhưng bước thêm một quãng ngắn nữa, chân Khánh như bị ai gắn keo, không nhúc nhích được. Cậu đứng chôn chân tại vị trí, tay buông rời cái vỏ hộp cơm và chai nước xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước mặt. Chào ôi, bao nhiêu cái đau đớn biến đi đâu hết để nhường chỗ cho sự buốt nhói nơi con tim. Trước mắt Khánh, người vợ mình đang ôm ấp với gã đàn ông lạ mặt nào kia. Khánh nhận ra trên khóe mắt vợ mình đang ướt đẫm. Cậu nhẹ nhàng lê từng bước nhỏ nép vào bên cái cây cột gần đó rồi ngồi thụp xuống. Nước mắt Khánh đã rơi, rơi một cách tự nhiên mà Khánh không kiểm soát được. Tiếng rầm rì tâm sự của Tách và Sục vẫn vang lên. Khánh nghe rõ mồn một những lời kể lể của Tách về nỗi khổ tâm không ai thấu hiểu khi phải sống trong gia đình Khánh. Kể đến đâu, Tách nức nở khóc đến đó, rồi Khánh cũng vậy. Cậu cũng nức nở theo những lời đãi đằng mà Tách đang tỏ bày của người đàn ông kia. Khánh bất chợt nhận ra mình là một người đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên bén đi rằng người đầu ấp tay gối với mình phải trải qua những gì. Khánh lại rón rén đứng dậy, nước mắt lưng tròng và tập tễnh bước về phòng, không nhớ đến nước nôi thuốc thang gì nữa cả. Hôm ấy Tách không quay về phòng bệnh của chồng mà đứng suốt đêm với Sục tại hành lang bệnh viện.
Họ ôm ấp rồi trao cho nhau thứ mà người ta gọi là tình cảm chân thành, ấm áp. Cả hai cũng quên luôn cả thời gian. Mãi đến khi trở trời, mờ mờ sáng thì mới giật mình vì mình đã đứng đây suốt một đêm dài. Khánh suốt đêm không chợp mắt được một tí nào, cứ chăm chăm nhìn lên trần rồi vắt tay ngang trán mà suy nghĩ mông lung. Chiếc gối đã ướt đẫm vì nước mắt, bỗng có tiếng bà Hớn cất lên bên cạnh. À, sáng rồi hả con? Ôi, sao con dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi con. Bà ngó nghiêng chung quanh rồi nhìn Khánh hỏi. Còn Tích tối qua nó không về đây hả con? Ôi giời ơi là giời. Khánh chống tay xuống giường ngồi dậy, khẽ lắc lắc cái cổ và cố dằn lòng thật mạnh để chuẩn bị nói với bà Hớn một điều cực kỳ quan trọng. Phải, nó quan trọng lắm. Điều này nó là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Khánh. Cậu thở dài và nhìn mẹ rồi nói bằng giọng chắc nịch. Không mẹ, không thấy nó về. Loại vợ với con thế này thì con hết chịu nổi rồi. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ... Bà Hớn nét mặt vui vẻ hỏi giật. Con sẽ thế nào? Sao hả con? Con sẽ ly dị cô ấy. Con không thể nào chấp nhận một người vợ như thế được ạ. Bà Hớn vui lắm. Bà vỗ tay liên tiếp ba cái rồi nói như reo. Quá đúng con ạ. Riêng mẹ là mẹ đồng ý hai tay hai chân luôn. Dầu với con như thế thì mẹ thả không có còn hơn. Dứt câu, bà Hớn niềm nở bước ra khỏi phòng. Bà vừa đi khỏi thì Khánh nằm gục xuống rồi khóc nấc lên từng cơn đau đớn như người hấp hối sắp lìa trần. Khánh đã suy nghĩ kỹ rồi. Phải giải thoát cho vợ mình, phải cho cô ấy kiếm tìm một hạnh phúc mới. Bản thân Khánh, cậu không trách móc gì Tích. Cậu chỉ thấy thương Tích đến vô cùng và cũng vì thương nên Khánh mới đưa ra quyết định táo bạo này. Khánh đang gục đầu xuống gối thì nghe tiếng dép lẹt bẹt ở phía cửa. Biết ngay là vợ mình, vì Tích có một đặc điểm là lúc bước đi thì tiếng dép cứ kéo dài trên nền đất, lúc nào cũng vậy. Khánh dằn lòng, kìm nén nỗi đau, ngước mắt lên nhìn vợ rồi đổi giọng gắt gỏng. Cô biến đi mất sắc ở đâu mà bây giờ mới mò mặt về đây thế hả? Đi đú đờn với thằng nào có phải không? Sao không trôi sắc luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa? Tích như đứng tìm tại chỗ vì lần đầu tiên thấy chồng mình ăn nói với mình như vậy. Đang cố kìm nén nỗi buồn để bước vào đây với chồng, giờ lại gặp những lời nói này. Tích như sụp đổ hoàn toàn, cô ngồi thụp xuống nền rồi khóc như mưa. Vừa lúc đó bà Hớn đi đâu cũng vừa về đến, bà xen vào mấy câu độc địa. Đi được ấy thì đi luôn đi. Nhà này không có cái loại con dâu thối thay như cô đâu. Giữ cô ở lại rồi có ngày tôi không được nuôi cháu mình mà lại phải nuôi cháu thiên hạ cũng nên. Đàn bà con gái vô phúc. Khánh đau đớn đến tột độ, nhưng cố gắng phụ họa thêm mấy câu để cho ý định của mình được thành công trọn vẹn. Ôi giời, tốn nhời với cái loại này làm gì hả mẹ? Tốn calo. Thôi, cô về cuốn gói đi đâu thì đi đi. Tôi quyết định rồi, tôi với cô sẽ ly hôn. Hết phim. Tách nấc lên từng tiếng nghe như ai oán. Trong bụng cô cuộn trào lên hai dòng xúc cảm. Một dòng là sự đau đớn và một dòng là dành cho sự hận thù. Cô hận Khánh lắm. Không ngờ người chồng mà mình luôn luôn nghĩ là một người yêu thương vợ con hết mực, giờ đây mới lộ rõ bản tính thực thụ. Quả đúng là thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người thật ngay. Tích đưa tay lên quẹt ngang mắt cho cắt đi dòng lệ. Cô vụt đứng dậy, nghiến chặt răng rồi liếc nhìn một ánh nhìn sắc lẹm về phía mẹ con nhà Khánh. Quay ngoắt người bước ra ngoài. Thôi thì mình sống với họ hết lòng hết dạ, mà họ không biết điều thì mình cũng không cần thiết nữa. Buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng, không phải đeo đằng sầu não làm gì cho thêm đau khổ. Cuộc hôn nhân của Khánh và Tích cũng chỉ giản đơn vậy thôi. Yêu nhau, chung sống với nhau không có gì đặc biệt. Đến giờ chia tay cũng không có chút luyến lưu gì cả. Về phần gia đình Khánh thì bà Hớn vui mừng vì con trai mình đã dứt được đứa con dâu mà lâu nay bà vẫn coi như món nợ đời. Còn về phần Tích, cô quyết định buông bỏ, đơn giản vì con run xéo lắm cũng oằn. Đã sống hết mình rồi mà họ vẫn không ưng thuận thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc nữa. Cô hoàn toàn bị gục ngã trước dục một người mà khi cạnh bên cô luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Khoảng chừng hơn một tháng tìm hiểu và yêu nhau, một hôm Tích nói với Sục. Anh ơi,
Mình rời khỏi đây đi. Mình tìm đến một nơi nào đó để tìm công việc mới anh nhé. Em không muốn chuyện dĩ vãng làm em phải vướng bận. Lúc đầu thì Sục cũng hơi ngần ngừ. Vì công việc của cả hai đứa ở công ty đang suôn sẻ, tự nhiên chuyển đi thì cũng hơi phí. Nhưng dù sao thì công việc cũng không quan trọng bằng tình yêu. Vì vậy cho nên sau một quãng ngắn suy tư thì Sục cũng gật đầu đồng ý ngay. Họ rời quê lên thành phố, thuê một nhà trọ và hai đứa sống chung cùng nhau. Tách vẫn xin được vào làm một công ty may, còn Sục thì làm bún cho một xưởng chế biến thuộc dạng tư nhân. Mức lương rất ổn và công việc cũng nhàn nhã. Nhưng cũng chính vì sự nhàn rỗi trong công việc mà hệ lụy cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Sục rất được các cô gái cùng chỗ làm quý mến và dĩ nhiên với bản năng của một người đàn ông thì đáp lại. Sục cũng trở nên thân tình và thậm chí còn có phần hãnh diện. Từ ngày đó trở đi, tính nết của Sục cũng thay đổi hẳn đi. Sục không còn nhẹ nhàng và yêu thương Tách như trước nữa. Trái lại có đôi lúc cục cằn đến mức khó hiểu. Tách cũng lờ mờ hiểu ra có chuyện gì đó nhưng không dám khẳng định mà vẫn cứ nhẹ nhàng đối xử với Sục và dành trọn tình yêu thương. Cho đến một hôm, sự quanh co khuất tất bị phơi bày toàn bộ. Hôm đó là chủ nhật, cả Tách và Sục đều nghỉ làm ở nhà. Tách thì cắm mặt vào công việc, còn Sục thì vẫn say mê với chiếc điện thoại để nhắn tin trò chuyện cùng ai đó. Thì thoảng, Tách lại thấy người yêu mình mỉm cười một cái. Rửa xong mấy cái nồi và mớ bát đũa, Tách vào Facebook lướt sơ qua theo thói quen. Và bất ngờ có một tin nhắn gửi đến cho Tách. Tin nhắn đó nằm trong mục tin nhắn chờ, vì cô và người gửi chưa kết bạn với nhau. Tách rất ấn tượng với tài khoản tên Cô gái đa tình. Tách tò mò kích vào đó xem sao. Có một đường link dẫn đến một video. Sau vài vòng xoay thì Tách thấy Sục hiện ra rõ mồn một, đang cuồng nhiệt cảnh giường chiếu cùng lúc với hai cô gái liền. Nàng đống lên, thả buông cái điện thoại được gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đấy khóc nức nở. Sục giật mình chạy ra, đang định hỏi Tách xem có chuyện gì thì những âm thanh nhạy cảm trong chiếc điện thoại nằm dưới nền làm gã về cúi xuống và lập tức rõ ngay ra vấn đề. Sục ấn nút tắt clip đi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tách. Nhưng ngay lập tức cô gạt ra, đứng bật dậy tát vào mặt Sục hai cái thật đau rồi nói trong nước mắt. Đồ khốn nạn! Anh biến khỏi đây ngay đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh một giây phút nào nữa! Sục vẫn cố tình. Tách à, anh xin lỗi em. Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi Tách. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi mà em. Tách ngừng khóc, nghiến chặt hai hàm răng lại, lộ rõ cái vẻ hung dữ mà trước đây Sục chưa từng thấy bao giờ. Anh còn dám mở mồm ra nói lời xin lỗi nữa à? Anh không biết ngượng sao? Tha thứ chỉ có dành cho sai lầm, chứ không dành cho những kẻ sai phạm một cách trắng trợn và khốn nạn như anh. Chính Sục cũng thấy ngạc nhiên vì gã không ngờ Tách lại có thể chửi thông suốt như vậy. Từng câu từng chữ Tách đầy nghiến khiến cho gã thấm thía và đã bắt đầu cảm thấy nhục nhã dần. Tách ngồi phịch xuống nền nhà. Nước mắt cô lại trào ra, cổ họng đắng chát vì nghĩ về cuộc đời của mình. Sao mà éo le và bất công đến vậy? Sục đứng lên, gằm mặt xuống rồi hỏi một câu lạnh nhạt. Bây giờ cô định thế nào thì nói cho tôi nghe xem. Tách được đà lấn tới. Tôi nói rồi, anh biến khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Rồi cô không thèm nói thêm gì nữa, lặng lặng bỏ lên gác trên nằm ngủ, với hy vọng lúc tỉnh lại đã không thấy Sục trong căn phòng trọ này nữa. Sự tức tối đã dâng lên đến cổ họng gã, nhưng gã kịp nén lại, lặng lặng bỏ ra ngoài. Thả bộ dọc con phố đông đúc của con đường, lòng Sục cay đắng và cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ đến những câu nói hồi nãy của Tích. Hắn vừa lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo, đó là hắn sẽ giết chết Tích. Đúng vậy, chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Và lại theo hắn, sự xúc phạm của Tách lúc nãy đã đủ điều kiện nhận một cái chết rồi. Hắn không còn yêu Tách nữa. Nếu cô ta chết thì gã sẽ được tự do yêu đương người khác, đẩy những cô gái trẻ đẹp ở chỗ làm đang chờ đợi gã giật đầu. Những cô ấy đương nhiên là gã nhận định là đẹp hơn Tách nhiều. Cái gì cũng thế, đời là vậy, có mới thì nới cũ thôi. Nghĩ là thực hiện ngay,
Hắn không dạo tiếp nữa mà tức tốc trở gót quay về phòng trọ. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa mà hồi nãy lúc ra ngoài hắn đã khép hờ. Gã nhẹ nhàng lê từng bước thật rón rén lên bậc thang và yên chí vì thấy Tích đã chìm vào giấc ngủ. Hai bên má vẫn còn vương mấy giọt nước mắt tủi hờn. Hắn lại rón rén từng bước xuống rồi đi thẳng về phía bếp, mở cái tủ nhỏ và lôi ra một đoạn dây điện chừng hơn chục mét. Hắn sẽ cho điện giật chết cô người yêu. Hắn cấu hai đầu sợi dây điện vào ổ cắm, rồi đầu còn lại hắn cấu vào chiếc móc quần áo bằng kẽm. Sau khi nhìn thoáng cô vợ hụt một lần cuối, hắn vô tình thả sợi dây lên mặt Tích không một chút phân vân. Tích giấy đành đạch lăn sang một phía theo bản năng, miệng chỉ ú ớ kêu được mấy tiếng nho nhỏ nơi cổ họng. Cứu! Cứu! Biết Tích đã tê liệt không làm gì được nữa, hắn tiếp tục cúi xuống nhặt sợi dây vừa văng ra, rồi xuyên thẳng vào ngực áo Tích. Tiếng rèn rẹt vang lên ai oán, Tích giãy nảy lia lịa rồi teo tóp dần và tử giã trong sự đau đớn tột độ. Biết cô người yêu đã chết hẳn rồi vì thân thể đã teo lại, mắt trợn ngược và mấy màng da đã cháy xém đổi màu. Hắn ung dung bước xuống kéo điện ra, hắn vuốt ngược mấy cái và tiến lại đóng cửa phòng. Gã lại bàn rót nước uống xong mới lại cho góc phòng lôi ra chiếc bao tải cỡ lớn mà hôm bữa ra đây gã dùng để đựng chăn mền. Gã dự định sẽ nhét Tích vào trong này, rồi đêm nay khi chung quanh ngủ hết, hắn sẽ đem Tích đến khu rừng Bạch Đàn mất ở đó. Khu rừng Bạch Đàn nơi gã chọn để vứt xác Tích là một địa điểm hoang sơ ít người qua lại. Tình cờ mấy tuần trước gã đã đi ngang qua đấy và đã phát hiện ra địa điểm này. Sau khi lôi hết số đồ trong chiếc bao tải ra, hắn khẽ nệ mang lên gác và bình tĩnh nhét Tích vào trong. Xong xuôi tất cả, hắn đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường và thấy mới chưa đến giờ cơm chiều, nên đặt dẹp chiếc bao tải chứa xác Tích vào một góc và lững lững đi xuống. Gã mở cửa phòng ra, bình thản vươn vai vài cái rồi kéo cái ống điếu cày mà hắn đặt sau cánh cửa ra hút hai bì liên tiếp. Khói tỏa ra mù mịt rồi tản mát dần theo cơn gió nhẹ nhẹ của buổi chiều. Cái lâng lâng của làn khói thuốc làm gã quên hết đi những sự tàn nhẫn mà hắn vừa gây ra ngay tức thì. Hắn đứng dậy quay lưng khóa cửa và đi ăn chiều ở một quán cơm bình dân ngay đầu ngõ. Cơm xong, hắn tiến về tiệm cà phê lề đường, gọi một ly rồi đốt thuốc lá lên. Chờ trời tối hẳn thì hắn mới trở về phòng. Khi trở về, hắn đang tra chìa khóa vào ổ thì trời bất chợt trở gió. Bất ngờ, cuốn bụi và lá cây bay mù mịt. Vào đến phòng vừa mở đèn lên thì cũng vừa lúc những hạt mưa lớn thả xuống cái mái tôn chỗ hiên, nghe xoang xoạc như người cầm những cái hòn đá to ném lên đó vậy. Sục vừa mừng vừa lo, lo bị sợ trời mưa dông sấm chớp thế này sẽ làm cho việc chuyển cái xác cổ Tích đến rừng Bạch Đàn gặp cản trở. Nhưng gã cũng mừng thầm vì trời mưa sẽ làm cho chung quanh hàng xóm không để ý, nghi ngờ vì tất cả sẽ được che đậy bởi lớp áo mưa đen. Sau một hồi mưa lớn như chút thì cuối cùng gió cũng ngừng và mưa đã nhỏ dần hơn rồi. Gã quyết định đã đến giờ hành sự. Hắn dắt chiếc xe máy ra, buộc sẵn sợi dây cao su vào xe và lật đật lên gác khiêng cái bao tải xuống. Đặt một lớp áo mưa lên và buộc chặt lại rồi trở đi. Để đến được cánh rừng Bạch Đàn như ý định của gã thì cần băng qua một con đường vắng, đất đá lô nhô và không có người dân ở. Dù là một người can đảm, nhưng nghĩ đến việc di chuyển qua đoạn đó trong đêm mưa gió này làm gã cũng cảm thấy hơi chùn bước. Nhưng sợ thế chứ sợ nữa thì vẫn phải đi thôi. Xe chuyển bánh độ 10 phút từ nhà trọ thì đến đoạn đường đó. Hắn dừng xe lại đưa tấm áo mưa lên che mưa để châm thuốc, rồi điên cuồng kéo mấy hơi liên tiếp rồi mới quẳng cái xác đi và tiếp tục di chuyển. Con đường lởm chởm những ổ gà đã đầy nước vì trận mưa vừa rồi. Cái bánh xe rít cứng lại vì lớp bùn dày cộm đang quấn chặt lấy. Gã căng mắt nhìn chăm chăm vì chỉ một chút sơ suất thôi là sẽ ngã ngay. Bỗng từ phía sau, gã cảm nhận có một bàn tay lạnh lẽo luồn qua lớp áo mưa và đặt vào lớp da thịt ở vai của gã. Gã thả tay ra, thục mạnh ra phía sau theo quán tính, rồi quay ngoắt người lại. Chiếc xe mất lái theo đà trượt dài làm cho gã ngã lăn xuống đường. Đèn xe vẫn sáng, máy vẫn nổ ì ì, và trong lớp ánh sáng le lói của đèn pha xe, hắn kịp nhận ra là không có gì khác thường cả. Cái bao tải vẫn nằm trên đó dưới những đường thắt rất chặt của sợi dây cao su dài.
khoát nước ở cái ổ gà trước mặt lên chiếc áo mưa để khua đi lớp bùn bám trên đó. Hắn thở phào rồi dùng sức dựng chiếc xe lên và tiếp tục hành trình. Kết thúc cung đường vắng, khu rừng Bạch Đàn đã hiện ra trước mắt rồi. Bầu trời tối đen và mù mịt, thi thoảng những tiếng sấm khàn vẫn vang lên ùng ục như để tăng thêm cái sự lạnh lẽo của chốn hoang hút này. Hắn mở cái bao tải ra khỏi xe rồi hất lên vai và lập lối bước sâu vào khu rừng. Và đi một đoạn thì hắn quyết định quẳng xác tách vào một bụi rậm rạp rồi lặng lặng trở ra phía xe rồi ra về. Hắn chần chừ một hồi rồi mới quyết định nổ máy xe. Nghĩ đến con đường đất vừa đi qua, hắn cũng ái ngại. Không hiểu cảm giác lạnh lạnh cứ ở đâu ập đến vây quanh lấy hắn. Cả cuộc đời đã bao phen một mình độc đạo trên nhiều đoạn vắng, trải nghiệm biết bao nhiêu niềm vui, sự đau đớn trùng điệp, nhưng chưa bao giờ hắn chùn bước như hôm nay. Nhưng biết làm sao, đường về chỉ có duy nhất một đoạn ấy mà thôi. Nghĩ đoạn rồi hắn quyết định rồ ga lên xuất phát. Xe chạy được một đoạn thì gã cảm thấy cứ chậm dần, như phía sau có ai đó đang dùng sức lôi lại. Sụp rồ ga lên mạnh hơn vì cho rằng nguyên nhân là do bùn lầy dưới bánh quá dày. Nhưng không phải, hắn càng ga mạnh thì âm thanh càng to, còn xe vẫn cứ ì ạch chuyển động và cuối cùng dừng hẳn. Hắn bực mình, ghé chân xuống, đá chân trống rồi xuống xe. Nhưng gã vừa quay lưng lại thì lập tức đổ vật xuống con đường đất ngay lập tức, vì trên yên sau có một người đang ngồi trên đó từ hồi nào. Dù bầu trời tối không rõ mặt, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một cô gái vì mái tóc dài và rối đang phủ xuống mặt. Gã chống tay xuống mặt đường ướt nhẹp và đăm đăm nhìn, nhưng người con gái vẫn ngồi đó không cử động gì. Sục lắp bắp cất giọng. Cô là ai? Người con gái vẫn ngồi ỉ trên yên sau. Một hồi sau mới cất giọng cười lớn, rồi lững lững bước đi trong màn đêm đen tối, để lại Sục trong sự ngỡ ngàng, sợ hãi. Tiếng cười của cô gái cứ xa dần, và đến khi ngưng bặt thì gã mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy, run rẩy mở chìa khóa lên chạy tiếp. Hắn về đến phòng thì trời vẫn cứ lắc rắc mưa như vậy, xung quanh các phòng bên hàng xóm đã tắt đèn ngủ cả rồi. Gã cởi chiếc áo mưa đen ra, máng lên sợi dây phơi phía trước phòng và mở cửa. Cánh cửa gỗ của căn phòng trọ đẩy ra, tiếng kèn kẹt vang lên vọng trong đêm thanh vắng, dù gã đã cố gắng thao tác thật nhẹ nhàng. Hắn lần mò trong bóng tối để tìm công tắc mở đèn, nhưng trong khoảng không tối mịt, khi hắn vừa đưa tay lên, thì một bàn tay lạnh như vừa ngâm trong nước đá, bất giác nắm chặt lấy bàn tay hắn, làm cho hắn la toáng lên. Hàng xóm các phòng bên nghe thấy tiếng la thất thường của gã, nên cũng giật mình tỉnh giấc chạy vội sang. Họ đến sát phía gã thò tay và mở đèn căn phòng lên rồi hỏi. Sao đấy cậu? Có chuyện gì thế? Sụp mắt vẫn nhắm nghiền, nghe thấy tiếng hỏi mới hé hé dần ra và trả lời bằng giọng run run. Dạ không có gì ạ. Tôi giật mình chút thôi. Hàng xóm cũng không tò mò thêm nữa và lại đang ngủ dở mắt nên trong chốc lát cũng tản mát về phòng mình. Sục rụt rè bước vô căn phòng mà cảm nhận như bước vào căn nhà xác vậy. Hắn liếc nhìn lên căn gác mà Tích đã nằm chết rồi tiến vào nhà tắm rửa mặt mũi. Nhìn qua gương, gã thấy mình như mất hết sức sống, đôi mắt lạc thần và hai bên má bóp lại gầy đi trông thấy. Xả vòi nước rồi khum đôi bàn tay khoát liên tục lên mặt, xong xuôi mới trở ra tắt đèn đi ngủ. Nhưng hắn vừa mới riu riu thì đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ cộp cộp, làm hắn bừng tỉnh hẳn. Hắn tưởng mình vừa mơ, nhưng không. Khi hắn choàng mắt dậy rồi tiếng gõ vẫn mỗi lúc một lớn hơn, như thôi thúc hắn tiến đến mở cửa. Gã thất kinh khi liên tưởng đến mấy sự lạ hồi nãy, nhưng tiếng gõ cửa rầm rầm làm hắn bắt buộc phải tiến đến xem thế nào. Hắn đưa một tay đặt lên công tắc điện, một tay đặt nơi nắm cửa, rồi cùng lúc thực hiện cả hai hoạt động. Cánh cửa bung ra, một luồng gió lạnh rin rít kéo vào tấp chính diện vô mặt, làm cho gã phải khum bàn tay lên che lại. Hoàn toàn không có ai phía trước mặt. Hắn nói một mình. Sao lạ thế nhỉ? Chắc là mình tưởng tượng ra thôi. Rồi gã lại đóng cửa lại. Nhưng lần này gã quyết định sẽ không tắt điện nữa, mà để sáng như vậy luôn. Cài cửa xong, vừa quay mặt lại hướng về chiếc chiếu mình vừa nằm, thì gã đứng tìm tại chỗ, miệng cấm khẩu, mắt tròn tròn khi nhìn thấy trên chiếu chỉnh hình một chiếc bao tải loại to. Hay nói đúng hơn thì chiếc bao tải đó chính là chiếc bao tải
mà gã đã cho xác Tích vào rồi quăng ở rừng Bạch Đàn cách đây mấy tiếng trước. Hắn đổ người xuống nền rồi lịm đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau, gã đột ngột tỉnh giấc khi một nguồn sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Hắn duỗi chân hé mắt thì mới nhận ra ánh sáng đó là từ những tia nắng của ánh mặt trời. Gã ngáp vài cái rồi mới giật mình vì không biết mình đang ở đâu. Lập tức hay ngồi nhổm dậy, định hình lại thì hắn mới sợ hãi khi biết chỗ mình đang ở là cánh rừng Bạch Đàn hoang vắng, và càng thất kinh hồn vía hơn khi hắn nhận ra hắn vừa mới ôm chiếc bao tải chứa xác của Tích ngủ, và hiện tại chiếc bao tải đó đang nằm chỉnh ình ngay bên cạnh hắn. Hắn lảo đảo dùng sức đứng bật dậy, mắt hắn hoa đi, rồi hắn chạy như ma đuổi một mạch ra khỏi cánh rừng, đến con đường đất thì mới đứng lại thở không ra hơi. Hắn chợt phát hiện phía sau có một người đang tiến lại phía mình. Hắn yên tâm vì ít nhất trên con đường độc đạo này, mình không phải là người duy nhất. Dù đã 5 lần 7 lượt gặp những chuyện quái gở, nhưng giờ thì đã yên tâm rồi. Vì bây giờ là ban ngày, chả lẽ người đang tiến lại phía mình lại là ma được hay sao? Hắn đứng thẳng người lên, lấy lại sự bình tĩnh để chờ đợi người đó bước lại, rồi sẽ chào hỏi để phần nào vơi đi chút sợ hãi vừa trải qua. Người đang tiến lại chỗ hắn không rõ là đàn ông hay đàn bà, vì đội nón lá che khuất mặt và mặc đồ kín mít dù trời mùa hè khá nóng. Chỉ cách khoảng độ 2-3 bước chân nữa là tới. Hắn chuẩn bị tâm lý để hỏi một câu gì đó, nhưng chưa kịp cất giọng thì từ người đó phát ra một giọng nói mà gã nghe xong thấy cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng rần rần. Anh Sục ơi, sao nỡ giết em vậy hả anh? Anh giết em mà, sao anh tàn nhẫn thế hả anh Sục ơi? Nói xong, người đó quay lại và tiến về phía rừng Bạch Đàn. Hắn đuổi theo người đó vì đến nước này hắn không chịu nổi nữa rồi. Nhưng càng đuổi thì người đó càng đi nhanh hơn, và cuối cùng qua con đường đất thì mất hẳn. Gã chạy thật nhanh về phòng trọ và quyết định gom đồ về quê ngay trong sáng nay. Trước cái nơi ma quái này làm sao có thể sống được. Rồi không thông báo với bất kỳ ai, hắn gom vội vài bộ đồ vào chiếc ba lô rồi chuẩn vội ra bến đón xe về quê. Lại lát gần 2 ngày đường, đến mờ mờ tối thì chuyến xe đưa gã về tới quê. Người phụ xe gọi gã tỉnh giấc để chuẩn bị xuống. Gã giật mình vớ lấy chiếc ba lô để tiến về phía cửa. Nhưng gã lại một phen nữa rú ầm lên, làm loạn cả xe, bởi vì chiếc ba lô mà gã đặt ở đó đã biến đi đâu mất, để thay thế vào là chiếc bao tải oán nghiệt kia. Cái bao tải đó hình như có người trong đó thì phải, nó đang chuyển động rục rịch. Bác phụ xe chạy lại hỏi: Sao đấy? Cậu ở làm sao thế? Vừa lúc xe dừng hẳn nên gã tót xuống luôn, không trả lời người phụ xe nữa. Gã phi như bay, chạy trong vô thức cứ như người đang hối thúc vậy. Cho đến khi gã mệt lử, không còn đủ sức di chuyển nữa, thì gã dừng chân lại ở một nơi tối đen và âm u. Gã không biết đó là nơi nào. Gã vừa thở vừa run, bất chợt phía sau lưng gã một giọng cất lên: Anh Sục, sao lại giết em? Anh đền mạng đi. Anh nghĩ rằng anh bỏ trốn thì sẽ êm chuyện hay sao? Gã Sục giật nảy mình, gã đứng tim vì vừa nhận ra đích xác đó là giọng của Tích. Gã toàn quay ngoắt đầu lại, nhưng cái đầu của gã bây giờ cứng lắm, cứ như một cục đá vô tri vậy, không ngoái đi hướng nào được. Bàn tay của cô Tích liên tục ấn mạnh vào cổ của Sục, làm cho gã nghẹt thở. Gã ú ớ trong cổ họng: Em tha cho anh đi, tha cho anh đi Tích ơi. Nhưng bàn tay ma ấy vẫn không hề nhẹ nhàng với một kẻ đốn mặt đang hiện diện trước mặt mình. Sáng sớm hôm sau, người ta đi làm đồng buổi sáng thì phát hiện ra một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Xác chết của gã Sục đang nằm dưới một gốc cây, cái đầu bị bẻ ngoẹo sang một bên, cặp mắt bị móc ra từ khi nào rồi không còn trên khuôn mặt, chỉ có hai hốc mắt trũng sâu, dịch chảy ra đã khô và bây giờ đang thu hút vô số côn trùng bu kín trên đó. Ai cũng thất kinh hồn vía, họ chạy bạt mạng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ở một nơi xa xăm, có lẽ Tích đang ngồi khóc. Cô khóc buồn thương cho số phận long đong lận đận của cuộc đời mình. Một kiếp người đã ngắn ngủi lại còn đầy rẫy tủi nhục. Thôi thì, kể từ giờ phút này nơi chín suối, hy vọng tấm thân đầy trắc trở ấy có thể yên giấc ngàn thu.
tạm quên đi cuộc sống gập ghềnh trên dương thế. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Và quý vị cảm thấy hai câu chuyện như thế nào? Có hay không ạ? Hay có cái lời gì muốn góp ý với tác giả hay là muốn góp ý với Duy Thuận? Quý vị hãy để lại comment bình luận ở dưới video này quý vị nhé. Và Duy Thuận cũng rất là mong rằng quý vị không những ủng hộ cho Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, mà quý vị hãy dành thời gian để đến với kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận nha. Duy Thuận còn một kênh YouTube nữa là Nhà Ma. Quý vị vào YouTube và quý vị gõ là Nhà Ma tập 1 hoặc là Nhà Ma tập 2, Nhà Ma tập 3 thì sẽ ra. Nếu quý vị gõ độc chữ Nhà Ma không thì hơi khó tìm, bởi vì là kênh mới chưa được đề xuất nhiều. Nên là quý vị hãy nhớ là gõ là Nhà Ma tập 1, 2, 3 gì đó là sẽ ra ngay. Và quý vị bấm vào xem để ủng hộ cho Duy Thuận quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng cả kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma sẽ là hai kênh chạy song song, đem lại cho quý vị có những phút giây nghe chuyện thật thú vị và thật hấp dẫn quý vị nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.